Chương một, Sơn Biên Tiểu Thôn, anh mố trợn trừng hai mắt, nhìn chăm chằm vào nóc nhà được tạo thành từ cỏ dại và bùn trộn lẫn. Toàn thân hắn được trùm bởi một cái áo bông đã cũ, ố vàng, nhìn không còn ra hình dạng ban đầu, phảng phất tán phát ra một ít mùi ẩm mốc. Bên cạnh hắn còn có một người nữa, là nhị ca hàn chú, đang ngủ rất say sưa. Thỉnh thoảng có tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra từ đó, cách giường chừng nửa trượng, là một vách tường đất đổ nát, vì thời gian đã quá lâu, trên vách tường đã xuất hiện vài vết nứt dài. Từ những vết nước đó, loáng thoáng chuyển đến thanh âm oán thán của hàn mẫu, ngoài ra còn có thanh âm hàn phụ đang hút thuốc rất là hấp dẫn. Anh ngố từ từ nhắm đôi mắt có chút bức bối lại. Muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng hắn biết rõ ràng, nếu bây giờ mà còn không ngủ ngay, ngày mai không thể nào dậy sớm được, cũng không thể cùng đám bạn cùng đi đốn củi được. Anh ngố họ hàn tên lập, loại danh tự có ý nghĩa như thế này cha mẹ hắn không có khả năng đưa ra. Cái này là do phụ thân hắn dùng rượu hoa đầu chế bởi thô lương, cầu Lão Trương trong thôn đặt cho. Lão Trương khi còn trẻ, đã từng làm thư đồng mấy năm cho một nhà có tiền trong thành. Là người duy nhất trong thôn nhận biết được vài chữ, tên gọi của hầu hết tiểu hài tử trong thôn, đều là do Lão Trương đặt cho. Hàn Lập bị người trong thôn gọi là anh ngố không phải là do hắn ngố hay đần thật sự, ngược lại, hắn còn là đứa trẻ thông minh nhất làng, ngoài ra trông hắn so với những đứa trẻ khác trong làng không có gì khác biệt. Trừ những người trong nhà ra, hắn rất ít khi nghe thấy người ta gọi tên chính thức hàn lập của hắn, mà hầu như chỉ là anh ngố, và cái tên anh ngố này vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ. Sở dĩ hàn lập bị mọi người ban cho hỗn danh anh ngố là vì trong thôn vốn đã có một anh ngốc rồi. Điều này cũng không có gì to tát cả, tất cả những đứa trẻ khác trong thôn đều có hỗn danh như cậu hoa hay nhị đản, so với danh từ anh ngố thì còn khó nghe hơn. Cũng bởi vậy, Hàn Lập mặc dù không thích cách xưng hô này nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi hàn lập bề ngoài trông không được vừa mắt ra tay thì đen đúa đích thực là một đứa trẻ bình thường trốn làng quê tuy nhiên nội tâm của cậu bé thì không hề nông nổi so với những đứa bé cùng lứa tuổi thì chín chắn hơn nhiều hắn từ nhỏ đã hướng tới thế giới phồn hoa bên ngoài mơ rằng có một ngày hắn có thể ra khỏi thôn làng đi xem xem cái thế giới phù hoa mà lão trương thường nói đến khi hàn lập nghĩ đến ý tưởng này hắn không dám đề cập ra cho người khác biết nếu không nhất định làm cho mọi người trong thôn cảm thấy ngạc nhiên một tiểu hài từ miệng còn chưa khô mùi sữa, thế mà dám mơ tưởng đến những ý nghĩ xa vời mà ngay cả một người lớn cũng chưa dám nghĩ đến. Cần phải biết rằng, những đứa trẻ khác cùng tuổi với Hàn Lập thì tầm tuổi này chỉ biết đuổi gà, bắt chó, tất nhiên là ở đây sẽ không nói đến những kẻ có ý nghĩ tha hương cầu thực. Gia đình Hàn Lập có 7 miệng ăn, trên hắn có hai vị huynh trưởng, một tỷ tỷ, hắn trong nhà đứng thứ tư, ngoài ra hắn còn có một tiểu muội muội nữa. Năm nay hắn vừa mới 10 tuổi, gia cảnh bần hàn, cả năm cũng không có mấy bữa được ăn no. Mọi người trong nhà đều chỉ mong được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Hàn lập lúc này, đang mơ mơ màng màng, tuy ngủ mà chưa ngủ, trong đầu vẫn còn phảng phất ý niệm, ngày mai lên núi, nhất định sẽ mang về cho tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất thật nhiều hồng tương quả sao, loại quả mà muội muội hắn thích nhất. Vào giữa trưa ngày thứ hai, Hàn lập dưới ánh nắng chó trang, lưng gùi bó củi cao bằng nửa người hắn, trước ngực thì ôm một nắm đầy hồng tương quả, đang từ ngọn núi trở về nhà lúc này hắn không hề biết rằng trong nhà đang có một vị khách đến chơi mà vị khách này chính là người cải biến vận mệnh của hắn vị quý khách này cùng hắn có mối quan hệ huyết thống rất gần ông ta chính là tam thúc ruột của hắn nghe nói trong vùng tại từ lâu ở tiểu thành phụ cận được người ta tín nhiệm đề bạt làm đại trưởng quỹ chính là người mà cha mẹ hắn thường nói hàn gia trong vòng trăm năm trở lại đây mới lại có thể xuất hiện một người như tam thúc của hàn lập hàn lập từ nhỏ cho đến giờ gặp mặt vị tam thúc này cũng chỉ vài lần. Đại ca của hắn được đi theo một lão thợ rèn trong thành để học việc cũng là do vị tam thúc này giới thiệu cho. Vị tam thúc này còn thường xuyên giấu mọi người cấp cho cha mẹ hắn đồ ăn thức uống, chiếu cố tận tình gia đình hắn. Cũng chính vì vậy, ấn tượng của Hàn Lập đối với vị tam thúc này rất là tốt, hắn cũng biết rằng tuy cha mẹ hắn không nói ra miệng nhưng trong tâm cũng rất cảm kích. Đại ca hắn chính là niềm kiêu hãnh của cả nhà, nghe nói làm thợ rèn học đồ không kể ăn ở, mỗi tháng còn nhận được 30 đồng bạc trắng, đợi đến lúc xuất sư, có người thuê thì tiền kiếm được còn nhiều hơn nữa. Mỗi khi cha mẹ đề cập đến đại ca, thần thái đều bay bổng, trông khác hẳn so với thường ngày. Hàn lập tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng hâm mộ không thôi, công việc vừa lòng sớm đã có rồi, đó chính là theo một vị thủ nghệ sư phó trong tiểu thành học tập nấu ăn, sau đó sẽ trở thành một người nấu ăn có tay nghề. Ngay khi Hàn Lập nhìn thấy một người toàn thân diện y phục mới, khuôn mặt béo tròn, thì biết ngay đó là tam thúc của mình, tâm lý vô cùng hưng phấn. Bỏ lại đám củi ra sau nhà xong, liền tiến lên nhà làm lễ tham kiến tam thúc, ngoan ngoãn cất tiếng chào tam thúc hảo, rồi sau đó đứng yên một bên, nghe phụ mẫu và tam thúc trò chuyện phiếm. Tam thúc cười cười nhìn hàn lập, đánh giá hắn một hồi, luôn miệng khen hắn những lời như là nghe lời với hiểu việc, sau đó lại quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện với phụ mẫu hắn về mục đích chuyến đi lần này của lão. Hàn lập tuổi còn chưa lớn hẳn, nên khi nghe Tam Thúc nói hắn cũng không hiểu hết, chỉ là hiểu được đại khái mà thôi. Nguyên lai là Tam Thúc của hắn làm việc ở một tiểu lâu, mà tiểu lâu này lại thuộc về một bang phái giang hồ có tên là Thất Huyền Môn. Môn phái này chia ra làm ngoại môn và nội môn. Cách đây không lâu, Tam Thúc của hắn cũng đã chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái đó và có thể đứng ra đề cử hài đồng nhỏ tuổi tham gia khảo nghiệm chiêu thu đệ tử của Thất Huyền Môn. Cứ 5 năm một lần, Thất Huyền Môn lại tổ chức kỳ thi chiêu lãm đệ tử mà cuộc thi này sẽ được tổ chức trong tháng tới. Với một người không khéo, nhanh nhạy lại không có con cái, tự nhiên phải nghĩ đến đứa cháu Hàn Lập có độ tuổi thích hợp rồi. Cha của Hàn Lập vốn thận trọng, nghe đến những từ như giang hồ môn phái, trong lòng có chút do dự, không đưa ra được chủ ý, liền vớ ngay lấy điếu cầy Giết lên mấy tiếng ba tháp ba tháp, sau đó ngồi yên tại chỗ, không nói câu gì nữa. Theo lời Tam Thúc nói, thì trong phương viên mấy trăm dặm, thất huyền môn là môn phái xếp thứ nhất, thứ hai gì đó chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, chẳng những sau này vừa miễn phí tập võ, vừa không phải lo lắng chuyện ăn uống, mà mỗi tháng còn kiếm được một hai lượng bạc lẻ nữa. Hơn nữa cho dù không trúng tuyển trở thành đệ tử nội môn, thì cũng có hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn giống như Tam Thúc của hắn, chuyên lo việc làm sinh ý cho Thất Huyền môn. Nghe đến có khả năng mỗi tháng kiếm được một hai lượng bạc trắng, lại còn có thể có cơ hội trở thành người như Tam Thúc, Hàn Phụ cuối cùng cũng đưa ra chủ ý, đáp ứng lời đề nghị của Tam Thúc. Tam Thúc thấy Hàn Phụ đáp ứng rồi, trong lòng rất cao hứng, liền lưu lại vài lượng bạc, nói tháng sau sẽ đến dẫn Hàn Lập đi, trong khoảng thời gian này, cho hắn ăn uống tốt hơn một chút, bồi bổ thân thể để còn có thể tham gia ứng thí. Cuối cùng, Tam Thúc cùng cha mẹ hắn chào tạm biệt nhau, xoa xoa đầu hắn rồi ra khỏi cửa đi về. Hàn Lập mặc dù nghe không hoàn toàn hiểu những gì Tam Thúc vừa nói, nhưng có khả năng vào thành, có thể kiếm tiền thì hắn nghe là hiểu được. Nguyện vọng của hắn từ trước đến nay, mắt thấy có thể thực hiện được, hắn trong mấy buổi tối liên tiếp hưng phấn nên ngủ không yên. Một tháng sau, tam thúc của hắn theo đúng thời gian ước định quay lại thôn để dẫn Hàn Lập đi. Trước khi đi, Hàn Phụ dặn dò, động viên, chúc phúc Hàn Lập, làm người phải thành thật, gặp chuyện thì nên nhẫn nhịn, không nên cùng người khác tranh chấp, mà Hàn Mẫu dặn hắn cần phải chú ý thân thể, ăn ngủ cho tốt. Ngồi trên xe ngựa, nhìn thân ảnh cha mẹ xa dần, Hàn Lập cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. Tuy hắn so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì chín chắn hơn, nhưng dù sao thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ mới 10 tuổi, lần đầu tiên xa nhà làm cho hắn cảm thấy có chút bàng hoàng, thương cảm. Trong tâm lý còn non dại của hắn đã hạ quyết tâm, đợi đến khi kiếm được tiền rồi sẽ ngay lập tức xong ngựa trở về với cha mẹ, không xa rời nhau nữa. Hàn Lập từ trước không có nghĩ đến, chỉ là sau khi rời khỏi thôn làng hắn mới nhận ra, tiền đã không còn ý nghĩa với hắn như lúc xưa nữa rồi. Mà hắn mặc nhiên không biết rằng, con đường vận mệnh của hắn không giống như những người bình thường con đường tu tiên của hắn bắt đầu từ đây. Sao hồng tương quả, hình như là quả trứng cá. chương 2, Thanh Nghiêu Trấn. Đây là một thị thành nhỏ, tuy nói là một tòa tiểu thành, nhưng thực ra nó chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi, mà tên của nó cũng được gọi là Thanh Nghiêu Trấn, chỉ những kẻ sơn giã phụ cận ít kiến thức mới gọi Thanh Nghiêu Trấn thành Thanh Nghiêu Thanh mà thôi. Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi. Thanh Nghiêu Trấn đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo Thanh Nghiêu chạy dọc trấn theo hướng đông tây mà khách sạn ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái thanh nghiêu khách sạn. Khách sạn nằm tít cuối trấn về phía tây, khách vãng lai qua đây, nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải làm khách tại khách sạn này. Vào lúc này, nếu chú ý ra ngoài, từ phía tây thị trấn có một đoàn xe ngựa đang tiến vào thanh nghiêu chấn. Rất nhanh đoàn xe đi tới trước cửa thanh nghiêu khách sạn, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sau vào trong chấn, đến khi đi tới trước cửa Xuân Hương Tử Lâu thì mới dừng lại. Xuân hương tử lâu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được từ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại tử lâu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong tử lâu hầu như không còn chỗ trống nữa. Từ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn có bộ dâu quai nón dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm 10 tuổi. Người đàn ông này khảnh khẳng dẫn tiểu hài tử trực tiếp bước vào tử lâu. Khách hàng trong tử lâu cũng có người nhận ra lão béo, biết rằng lão là trưởng quỹ hàn béo mập của tử lâu, còn tiểu hài từ kia thì không một ai nhận biết ra. Lão hàn, tên hắc tiểu tử này mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây, không phải là lão lén sau lưng vợ ra ngoài trăng gió đấy chứ. Đột nhiên có người trêu gẹo nói, một lời vừa nói ra, chúng nhân bên cạnh lập tức cười to một trận. Phi, hắn là cháu ruột của ta, đương nhiên là phải có vài phần giống ta rồi. Lão béo chẳng những không tức giận, mà còn có vài phần đắc ý, hai người này chính là nhân vật chính hàn lập của chúng ta và tam thúc của hắn, được mọi người trong trấn gọi là lão hàn béo vừa đi liên tục ba ngày đường mới tới được thanh nghiêu trấn. Lão hàn mập sau khi nói chuyện phiếm giam ba câu với đám khách nhân liền dẫn hàn lập đi vào phía sau tử lâu, tới một tòa tiểu viện vắng vẻ. Tiểu lập, cháu ở trong phòng này nghỉ ngơi chút đi nhé, đợi đến khi quản sự nội môn tới, ta sẽ gọi cháu tới. Ta bây giờ phải đi tiếp đãi mấy vị khách kia một chút lão hàn mập chỉ vào một căn phòng trong nội viện, nói một cách hỏa ái với hắn. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài, vừa ra tới cửa, lão cảm thấy có chút gì đó không được yên tâm, liền dặn dò thêm vài câu. "Đừng nghịch ngợm đấy, trong trấn có rất nhiều người, tốt nhất là đừng ra khỏi tiểu viện." "Vâng." Nhìn thấy Hàn Lập ngoan ngoãn đáp ứng, lão mới yên tâm đi ra. Hàn Lập nhìn tam thúc đi ra khỏi ngoài, cảm thấy mệt mỏi, liền nằm lăn ra giường đánh luôn một giấc, cư nhiên không có lấy một điểm sợ hãi thường thấy của một đứa trẻ phải xa nhà. Cho đến tận buổi tối thì có một người phục vụ mang cơm đến tuy không phải là thịt ngon cá béo gì cả nhưng cũng tính là vừa miệng sau khi ăn xong thì người phục vụ lại đến bưng chén bát ra ngoài lúc này tam thúc của hắn mới đỉnh đương đi đến thế nào thức ăn có vừa miệng hay không cháu có nhớ nhà không dạ có chút chút hạ à, hàn lập ngoan ngoãn trả lời lão hàn nghe hàn lập trả lời xong cảm thấy rất vừa lòng sau đó liền cùng hắn nói chút chuyện phiếm rồi hãnh diện kể lại những kinh nghiệm của lão đã trải qua cho hàn lập nghe dần dần hàn lập không còn cảm thấy gò bó Hắn bắt đầu cùng Tam Thúc cười nói với nhau đủ chuyện. Cứ như vậy, hai ngày tiếp theo từ từ trôi qua. Đến ngày thứ ba, ngay lúc Hàn Lập vừa ăn cơm chiều xong, đang đợi Tam Thúc đến nói chuyện về giang hồ cố sự thì lại có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa tủ lâu. Chiếc xe ngựa này toàn thân đen tuyền, loại xe như thế này không phải là thường thấy, đặc biệt, gây chú ý nhất chính là chiếc xe có gắn một lá cờ nhỏ màu đen. Trên lá cờ có theo chữ huyền màu trắng, viên hồng. Nó mang lại cho người ta một cảm giác thần bí khó nói. Nhìn thấy lá cờ nhỏ này, phàm là các tay giang hồ trong phương viên trăm dặm thì đều biết, tại địa phương này có nhân vật trọng yếu của môn phái đứng nhất nhì trong vùng thất huyền môn giá lâm. Thất huyền môn còn được gọi là thất tuyệt môn, môn phái này được thất việt thượng nhân danh tiếng lẫy lừng sáng lập ra cách đây hơn 200 năm. Môn phái này đã từng đứng đầu kính châu hơn 10 năm, thậm chí còn lan tới sổ châu bên cạnh, thanh danh trong nước cũng lên cao chót phót. Tuy nhiên, từ khi thất tuyệt chân nhân bệnh chết, thế lực thất huyền môn tựa như rớt xuống ngàn trượt, bị mấy môn phái khác liên thủ đẩy ra khỏi thủ phủ kính Châu Thành. Hơn trăm năm trước, Tông Môn đã bị bức bách di chuyển đến địa điểm vắng vẻ tiêu điều nhất của kính Châu Thái Hà Sơn, từ đó về sau thất huyền môn đã bám dễ tại chỗ này, rất xuống tam lưu tiểu thế lực ở địa phương. Có một câu nói rất đúng, lạc đà gầy thì vẫn còn hơn con ngựa to béo, thất huyền môn dù sao thì cũng đã từng là một đại môn phái, tiềm lực bên trong thì không thể xem nhỏ được. Ngay lập tức đã không chế hơn chục tiểu trấn xung quanh thanh nghiêu trấn, có hơn 3-4 đệ tử, là một trong những bá chủ ở đây. Tại đây, bang phái duy nhất có khả năng đối kháng lại thất huyền môn là dã lang bang. Dã lang bang tiền thân vốn là đám mã tặc chuyên đốt phá, cướp bóc trong địa phận Kính Châu, sau này do bị quan binh đuổi giết, một bộ phận theo hàng quan phủ, bộ phận còn lại hình thành lên dã lang bang ngày nay. Nhưng, sự hung hăng tàn ác của mã tặc đã thấm vào máu, bọn chúng liều lĩnh cướp phá, giết người không gì là không dám. Cho nên, khi thất huyền môn và dã lang bang có xung đột thì thất huyền môn cũng chỉ nằm ở thế hạ phong mà thôi. Dã lang bang khống chế hương chấn nhiều hơn hẳn, nhưng những chấn này lại không thể kinh doanh, cho nên khi luận về phú túc thì còn xa mới theo kịp những thành trấn thuộc về thất huyền môn. Dã lang bang thập phần thèm muốn địa bàn màu mỡ của thất huyền môn, cho nên thường xuyên khơi mào cuộc chiến giữa hai bên. Việc này đã làm cho thất huyền môn môn chủ hiện hành đau đầu không ít, và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần 10 năm nay, thất huyền môn liên tục chiêu thu nội đệ tử. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một hán tử cao gầy tầm 40 tuổi, động tác của hán tử này rất nhanh nhẹn, thể hiện bản lĩnh không hề yếu kém, tựa hồ đối với chỗ này rất quen thuộc. Trực tiếp đi thẳng vào căn phòng bên trong, Hàn Lập Tam Thúc vừa nhìn thấy người mới đến, lập tức cung kính làm lễ. Vương Hộ Pháp, lão nhân ra ngài thế nào lại tự thân dẫn người tới vậy? Hừ, Vương Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất ngạo mạn. Trong khoảng thời gian không yên ổn này, cần phải gia tăng phòng vệ, trưởng lão lệnh cho ta tự thân thống lĩnh nhân lực, bất nói linh tinh đi, tiểu hài tử này có phải là người mà ngươi tiến cử? Đúng vậy, đúng vậy, hắn vốn là cháu ruột của ta, mong rằng trên đường đi vương hộ pháp chiếu cố tới hắn một chút. Lão hàn mập thấy thần sắc hán tử có vẻ bất mãn, liền nhanh nhẹn lấy từ trong người ra một cái túi nặng nặng, kín đáo đặt vào tay. Vương hộ pháp nâng nâng cái túi, thần sắc có chút hòa hoãn xuống. Lão hàn mập, người biết cách làm người đấy, ta nhất định sẽ chiếu cố cháu ngươi trên đường rồi thời gian không còn sớm nữa khẩn trương lên đường thôi chương ba thất huyền môn không khí trong xe không được trong lành cho lắm điều này cũng phải thôi hơn ba chục tiểu hài tử chen chúc trong một chiếc xe tuy nói là tiểu hài tử nhỏ hơn nhiều so với người trưởng thành nhưng với số lương thế này cũng đủ để làm bầu không khí trong xe trở nên khó thở hàn lập tinh danh đã chui ngay vào một góc nằm sâu trong xe len lén đánh giá mấy tiểu hài đồng còn lại trong xe tới tham gia kỳ khảo thí nhập môn lần này từ cách ăn mặc ăn nói dễ dàng nhận thấy có ba dạng người. Loại người thứ nhất ngồi ở giữa xe, đang bị đám trẻ con vây quanh ủng hộ. Thiếu niên mặc cẩm y chính là thuộc dạng người thứ nhất này. Thiếu niên này tên gọi là Vũ Nham, năm nay mới 13 tuổi, là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trong xe lúc này. Vốn tuổi của hắn đã vượt quá quy định, nhưng hắn có một vị biểu tỷ được gả cho một nhân vật có đại quyền trong thất huyền môn, nên cho dù vượt quá tuổi quy định thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Gia đình Vũ Nham mở một võ quán, gia trung có chút giàu có, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có tập võ qua. Công phu tuy không lấy làm cao minh cho lắm, nhưng để đối phó lại với những đứa bé một điểm khí lực cũng không có như Hàn Lập thì có lẽ là dư sức. Rất hiển nhiên, loại người như Vũ Nham có tiền, có thế, tự nhiên sẽ trở thành đại ca của đại bộ phận đám tiểu hài tử trong xe. Một loại người khác tự là những hài đồng ủng hộ Vũ Nham. Những hài đồng này xuất thân từ đủ loại gia cảnh như có người trong nhà có cửa hàng, có người thì phải đi làm công. Nói chung những hài tử này đều có điểm chung, đều lớn lên trong thành trấn, có cơ hội ít nhiều quan sát cách xử sự, sự những người có học vấn, trục lợi nhi hành đã thành bản sự rồi. Do đó mà những đứa trẻ này dốc sức ủng hộ Vũ Nham, cứ một điều Vũ Thiếu ra hai điều Vũ Thiếu ra mà gọi. Vũ Nham trước sự tôn vinh của bọn trẻ như vậy cũng coi như bình thường, hắn còn có cảm giác hưởng thụ sự tôn vinh đó. Còn loại người cuối cùng, tất nhiên là dạng người giống như Hàn Lập. Loại người này đến từ vùng đất hoang vô hẻo lánh, gia cảnh hầu như đều bần hàn, có gì ăn đó. Loại người như vậy trong xe rất là ít, chỉ có tầm 5-6 đứa trẻ mà thôi. Thần thái của bọn chúng đa phần là e dè, không dám nói năng với ai cái gì, chỉ ngồi mà nhìn người khác nói cười mà thôi. Những tiểu hài tử này cùng với những đứa trẻ đang huyên náo còn lại tạo thành một khung cảnh đối lập. Xe ngựa xuất phát từ thanh nghiêu trấn theo hướng Tây mà thẳng tiến, trên lộ trình còn đi qua thêm vài địa phương nữa, cũng tiếp thêm vài tiểu hài đồng nữa. Cuối cùng đến chiều ngày thứ năm thì cũng đi tới được Thái Hà Sơn tổng môn của thất huyền môn. Hầu hết tiểu hài tử khi xuống xe đều bị cảnh quan tươi đẹp của Thái Hà Sơn làm cho mê mẩn. Chỉ đến khi vương hộ pháp lên tiếng thúc giục, mọi người mới thanh tỉnh trở lại rồi tiếp tục đi tới. Thái Hà Sơn nguyên danh gọi là Lạc Phượng Sơn, tương truyền rằng nơi đây từng có một con phượng hoàng ngũ sắc rất xuống đây rồi hóa thành ngọn núi này. Sau này, người ta phát hiện cảnh sắc ngọn núi này vào lúc mặt trời xuống thì trông đẹp vô cùng, như là có đám mây hồng bao phủ trên đỉnh núi, do vậy mà ngọn núi bị người ta đổi tên thành Thái Hà Sơn. Đương nhiên, ngọn núi này từ sau khi bị thất huyền môn chiếm cứ, người ngoài đã không còn cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây. Thái Hà Sơn là một trong những ngọn núi lớn của Kính Châu, ngoài trừ tòa Bách Mãng Sơn, thì ngọn núi này chiếm diện tích lớn nhất, phương viên 10 dặm quanh ngọn núi này đều là núi non chập trùng. Tính ra trên núi này có hơn 10 sơn phong to nhỏ. Hầu hết chúng đều chiếm vị trí vô cùng hiểm yếu, do đó đều bị người của các phân đường thất huyền môn chiếm cứ. Đỉnh núi chính của Thái Hà Sơn là Lạc Nhật Phong càng hiểm ác vô cùng, chẳng những nó là đỉnh cao nhất, mà ở đó cũng chỉ có duy nhất một con đường độc dạo dẫn lên núi, do vậy mà thất huyền môn đem tổng đàn đặt lên đỉnh núi này. Con đường này không những hiểm trở, mà dọc theo con đường thất huyền môn còn thiết lập 13 trạm gác cả minh cả ám, có thể nói là vạn vô nhất thất, không có gì để phải lo lắng. Hàn Lập đang nhìn ngó bốn xung quanh, bỗng nhiên thấy phía trước mọi người đều dừng lại, Tiếp đó một âm thanh hào sảng truyền đến. Vương lão đệ, có chuyện gì mà đến bây giờ mới đến nơi? So với dự định thì trễ mất hai ngày thời gian rồi. Nhạc đường chủ, trên đường đi có chút chậm trễ, phiền ngài để tâm rồi. Vương hộ pháp đứng đầu đám người, cùng kính hướng tới một vị lão giả mặt mũi hồng hào thi lễ. Bộ mặt ngang tàng khi đi đường của hắn đã được thay bằng một bộ mặt trông rất siềm nịnh. Đây là nhóm đệ tử thứ mấy được đưa đến vậy, là nhóm thứ 17, ân vị nhạc đường chủ này khinh khỉnh nhìn xuống đám tiểu hài tử hàn lập đưa đến thanh khách viện để bọn chúng nghỉ ngơi một đêm cho tốt sáng mai bắt đầu chọn lựa đệ tử rồi một khi bị loại phải sớm đưa bọn chúng xuống núi đừng để phạm vào quy định của bản môn tuân mệnh nhạc đường chủ được đi trên con đường đá dẫn lên núi đám tiểu hài tử đều hưng phấn mãi không thôi nhưng cũng chưa có ai dám lớn tiếng nói chuyện tuy bọn chúng đều chưa trưởng thành nhưng cũng nhận biết được nơi này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mình vương hộ pháp vừa đi trước dẫn đường vừa tươi cười chào hỏi những người gặp trên đường có thể nhìn ra hắn tại môn nội quen biết khá nhiều người cho nên con đường sau này của hắn cũng khá lạc quan dọc đường chỉ thấy mọi người ở đây đều mặc áo bó ngắn màu xanh trên thân hoặc đeo đao hoặc sắt kiếm cũng thỉnh thoảng có người đi tay không nhưng ở thắt lưng phồng phồng lên khó mà đoán biết được ở đó là cái gì từ cử chỉ hành vi có thể nhìn ra người đó thân thủ mạnh mẽ chắc hẳn phải mang trong mình một thân công phu không sai Hàn Lập được người ta dẫn đến một đỉnh núi thấp nhỏ, trên đỉnh núi có sẵn một căn thổ phòng. Hàn Lập được cho ngủ qua đêm ở đây để đến ngày mai chờ người dẫn đi. Trong giấc mộng, Hàn Lập mơ thấy mình mặc cẩm y, tay cầm kim kiếm, thân hoài tuyệt kỹ võ công, đánh cho con lão thợ rèn trong làng mà ngày trước hắn không đánh nổi một trận no nê, hết cả uy phong, đến tận ngày thứ hai vẫn chưa đứng lên nổi. Khi trời vừa sáng, vương hộ Pháp cũng không để mọi người được ăn bữa sáng, trực tiếp đem chúng nhân dẫn xuống núi, Tới trước một khu rừng trúc rậm rạp. Tại đây, ngoài vị đường chủ họ Nhạc đã gặp ngày hôm qua còn có mấy người thanh niên lạ khác đã đứng chờ sẵn. Chương 4, luyện cốt nhai. Nhạc đường chủ đứng trước mọi người lớn tiếng nói, mọi người nghe cho kỹ, đi theo con đường nhỏ trong rừng trúc phía trước là có thể đi tới luyện cốt nhai của thất huyền môn. Đoạn đường đầu tiên là trúc lâm đoạn lộ, đi qua đó sẽ là giải đất bích nhai và cuối cùng sẽ đến một cái sơn nhai. Ai có thể lên được đến đỉnh sơn nhai thì có thể tiến vào được thất huyền môn. Trước chính ngọ không thể tới đích, tuy không thể chính thức trở thành đệ tử nhưng nếu biểu hiện khá thì cũng có thể trở thành ký danh đệ tử. Hàn Lập tự nhiên không rõ hàm nghĩa của ký danh đệ tử, chỉ biết rằng trước khi hết thời gian phải đi được đến đích mới là đạt kết quả. Hắn nhìn về phía trước nhìn thoáng qua, đó là một sườn núi không tính nổi độ dốc, khá nhiều thân trúc thô tế bất đồng mọc trên đó, tựa hồ sẽ không có gì khó khăn a. À. Hàn Lập nhìn sang những người khác, hắn không muốn phải thua dưới những người đồng lứa tuổi, mà những hài đồng khác trong lúc đó khí chất cũng tự thay đổi phút chốc bóng trở lên khẩn trương nhạc đường chủ nhìn mặt trời ló lên nói thời gian cũng đến rồi chuẩn bị xuất phát ba không phải sợ hãi các sư huynh sẽ ở phía sau bảo trụ mọi người sẽ không để các người phải gặp nguy hiểm hàn lập quay đầu lại nhìn người thanh niên đứng gần hắn nguyên lai like người này được gọi là sư huynh đại khái là đệ tử được thu vào trước đó nếu như mình được gia nhập có phải không sẽ được mặc bộ quần áo oai phong thế này chính tại đang suy nghĩ vẩn vơ Hàn Lập phát hiện các hài đồng khác đều đã chạy ào về phía rừng Trúc, nhìn thấy vậy, hắn liền khẩn trương chạy theo. Trúc Lâm hiển nhiên vô cùng to lớn, hơn 30 hài đồng, ngay vừa khi tiến vào Trúc Lâm tự tản ra. Đi sát sau Hàn Lập là vị sư huynh cao gầy, người này mặt mũi lạnh lùng, nhất ngôn bất phát. Hàn Lập có điểm sợ hãi, không dám cùng vị sư huynh này lên tiếng, chỉ từ từ nhấc chân cắm đầu đi về phía trước. Phiến Trúc Lâm này nhìn thì không có gì, nhưng đến khi đi một thời gian dài mới cảm thấy khó khăn, Bước chân càng lúc càng nặng, Hàn Lập phải với tay vào thân trúc phía trước để tranh thủ tiến lên, cũng giảm bớt được ít nhiều sức lực. Kiên trì được một đoạn thời gian dài, Hàn Lập thật sự không thể chịu nổi nữa liền vì tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó không ngừng hổn hển thở dốc. Hàn Lập hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại vị sư huynh cao gầy, mặc dù đường đi rất khó khăn nhưng vị sư huynh này cư nhiên đứng bất động, trên thân không có lấy một giọt mồ hôi, đĩnh đạc thẳng đứng như những cây trúc ở đây, chính đang từ phía dưới không xa nhìn về phía hắn hàn lập nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vị sư huynh trong lòng lại nổi lên sợ hãi vội vàng quay đầu lại lúc này hắn liền nghe thấy từ tiền diện vọng lại trận trận xuyễn thanh không dừng biết được phía trước còn có ba người đi nhanh hơn mình đang nghỉ ngơi hàn lập liền không dám ngồi nghỉ nữa liền vội vàng nhằm phía trước đi tới đoạn dốc phía trước lại càng lợi hại sức lực của hàn lập càng lúc càng yếu do không còn đủ sức mà đi nữa hàn lập chỉ còn có thể hạ người xuống dùng sức cả tay và chân để tiến về phía trước do y phục gọn ghẽ cho nên việc di chuyển cũng bớt khó khăn chứ nếu không ngón tay ngón chân chắc sẽ bị ma phá cuối cùng cũng ra khỏi được phiến trúc lâm hàn lập giờ này chỉ cảm thấy càng đi càng khó khăn mặt đất nham thạch càng lúc càng xuất hiện nhiều tương phản với điều đó thì lượng trúc cũng càng lúc càng ít hàn lập lúc nãy cũng không còn có thể lợi dụng những cây trúc để tiến lên nữa rồi lộ trình tối hậu này chỉ có vài chục mét nữa thôi vừa khi ra khỏi trúc lâm trước mắt là một khoảng không rộng lớn ngay trước mặt là một khối cự đại vô bỉ thạch sơn, phía trên đã có mấy bóng gầy nhỏ chính tại đang trèo lên. Ngay phía sau bọn họ là các sư huynh với trang phục giống nhau. Hàn lập liền không do dự nữa, liền nhanh chóng hướng tới phía thạch bích tiến tới. Khối cự thạch này là một phiến đá rộng, trên bề mặt bao phủ tầng tầng điệp tích nham, bị gió gọt rũa biến thành vô cùng sắc bén. Có chỗ thì ngay khi đụng vào liền vỡ vụn, nhưng có những chỗ thì khá chắc chắn, thập phần lợi hại. Chỉ có trong vòng thời gian ngắn, hai tay Hàn Lập đã nham nhở vết thương, quần áo cũng rách ra nhiều chỗ, da thịt bên trong cũng lộ ra không ít vết thương. Cho dù vết thương khá nhỏ, nhưng bị đá núi cứa vào cũng khiến cho cảm giác đau xót tăng lên vài phần. Phía trước vài tên càng treo càng xa, Hàn Lập trong lòng tự nhớ đến lời chúc phúc của cha mẹ và Tam Thúc, liền cắn chặt răng, lại tiếp tục trèo lên phía trước. Trước khi xuất phát, phụ thân Hàn Lập và Tam Thúc cũng đã để tỉnh quá Hàn Lập, nhập môn chắc thì sẽ rất gian nan, nếu không kiên trì thì sẽ không có khả năng gia nhập thất huyền môn vào lúc này hàn lập trong lòng đã sớm không để ý đến được nhập môn hay không nữa rồi trong đầu chỉ có một ý niệm nhất định phải bắt kịp những người khác hàn lập ngẩng đầu lên nhìn bây giờ trèo cao nhất là vũ nham vũ nham không chỉ lớn hơn hàn lập một tuổi mà hắn còn từng tập quá võ công thân thể so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì cường tráng hơn nhiều treo lên cao như vậy cũng không khiến người khác ngạc nhiên hàn lập lại quay đầu nhìn lại phía sau phía sau còn có vài thân ảnh đang chuyển động. Hàn Lập liền hít một hơi thở thật sâu, rồi lại tiếp tục ra tốc tiến về phía trước. Cho dù đã dùng hết khí lực nhưng Hàn Lập ngay cả đến gần người gần nhất cũng không được, mà thân thể càng trèo lên càng nặng, mắt thấy vầng thái dương càng lúc càng lên cao sát đỉnh đầu, mà Vũ Nham cũng đã trèo lên tới đỉnh cự thạch. Ở nơi đó có một vách đá thẳng đứng, cao hơn 30 trượng dư, từ đỉnh nhai xuống tới đỉnh cự thạch có hơn 10 cái dây thường được thả xuống, trên dây thường còn được kết nút. Vũ Nham hiện tại chính đang đu trên một giây, từ từ hướng tới đỉnh nhai trèo lên. Hàn Lập nhìn Vũ Nham phía trước, trong tâm có chút thối chí, hắn biết rằng mình không thể đuổi theo mấy người phía trước, mà thời gian cũng không còn đủ nữa. Ý niệm vừa khởi, đột nhiên Hàn Lập thấy cảm giác đau nhức từ các vết thương đồng thời truyền lại, tứ chi vô lực, tay bám vào nham thạch run lên, toàn thân trùng xuống. Hàn Lập tâm lý nhảy lên liên tục, liền đem toàn thân bám chặt vào núi đá, ngay cả động đậy cũng không dám. Sau một lúc, tâm lý bình tĩnh lại liền bám tay vào một mỏm đá thở vài cái lúc này mới yên tâm xuống được hàn lập sau khi hạ ý thức liền quay đầu nhìn lại thấy vị sư huynh phía sau đang mở rộng hai tay tư thế như sẵn sàng đối phó với sơ sẩy của hắn sau khi thấy hàn lập an toàn rồi mới chậm rãi đứng thẳng lên hàn lập trong lòng nổi lên một trận cảm kích nếu mình mà té xuống lúc này những khổ cực lúc trước chính là uổng phí mất rồi vì vậy trong chốc lát liền chậm rãi di động về phía trước hướng về phía đỉnh thạch nhai mà trèo lên cuối cùng thì hắn cũng đi tới một cái dây thường chưa có người dùng mặt trời lúc này cơ hồ gần lên đỉnh rồi chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ lúc này vũ nham đã leo lên đỉnh nhai chính đang quay đầu nhìn xuống hàn lập lên tới chỗ để dây thừng là lúc vừa nhìn thấy vũ nham chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên ngón cái quay xuống làm động tác với những người còn chưa leo lên tới nơi sau đó cuồng tiếu rời đi hàn lập trong lòng tức giận vội vàng hướng đỉnh mà trèo tới nhưng chính là hàn lập lúc này toàn thân đã không còn chút lực bây giờ ngay cả nắm lấy dây hắn cũng nắm không nổi sau khi dốc hết sức lực còn lại hắn cũng bỏ tới được nơi thả dây ngồi tại đó liền cảm thấy toàn thân mềm nhún đến cả ngón tay cũng cử động không nổi hắn quay đầu lại nhìn ra xa xa thấy mặt sau thạch bích cũng còn một hài đồng nữa chính đang ngồi thở dốc xem ra cũng giống như hắn một điểm khí lực cũng đã không còn hàn lập trong đầu chỉ còn có thể cười khổ tự mình đã quá coi thường lần kiểm tra này may mà còn chưa có rớt xuống cuối cùng, quay đầu nhìn lại thấy vị sư huynh lạnh lùng kia, Hàn Lập do dự một lúc, lại quyết định cố gắng cố thử một lần nữa leo lên. tuy rằng trước chính ngọ không thể lên tới đỉnh nhưng cũng còn hơn là bỏ cuộc vào lúc này. Hàn Lập co rũi hai tay có điểm cứng ngắc, một lúc mới khôi phục được ít điểm khí lực, từ từ hướng đến dây thường tiến đến. nhưng vào lúc này, hai tay Hàn Lập đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngay cả nắm lấy sợi dây thừng cũng không nổi. chương năm, Mặc Đại Phu, qua một lúc sau hàn lập cảm thấy một bên hông rúm lại thân thể nhẹ bấng cả người đột nhiên tự động dâng lên trên hàn lập quay đầu nhìn lại cũng chính là vị lạnh lùng sư huynh đang một tay ôm mình tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn trèo lên trên hàn lập lúc này chú ý thấy mặt trời đã vào chính ngọ nguyên lai like cuối cùng là do mình không thể hoàn thành lộ trình trước thời gian hàn lập trong lòng có chút khổ sở chính mình đã dùng hết sức rồi mà sao cũng vẫn kém với những người kia truyền mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai trước mắt có sáu tiểu hài tử đang ngồi nghỉ ngơi, mà Vũ Nham chính đang cùng một vị lão giả ngoài 50 tuổi thân mặc áo bảo xanh thấm, hai tay bối sau lưng nói chuyện. Nhạc đường chủ và vương hộ pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả. Quanh hai người đó còn vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử thượng sơn. Đợi một lúc đến khi thêm hai hài đồng nữa được đưa đến, nhạc đường chủ lúc này tiến về phía trước, nghiêm nghị đối mặt với chúng đồng tử. Lần này hợp cách giả tổng cộng 7 người, trong đó 6 người tiến nhập bản đường bách đoán đường, chính thức trở thành bản môn nội đệ tử. Hắn chậm rãi nói, còn lại Vũ Nham, người đầu tiên treo lên tới sơn nhai, biểu hiện kiệt xuất, trực tiếp đưa vào thất tuyện đường học tập bản môn tuyệt kỹ. Nhạc Đường chủ quay lại nhìn lão giả mặc áo bào, lão giả vuốt vuốt tròm râu, hài lòng gật đầu với hắn. Về phần những người khác, Nhạc Đường chủ đánh giá những hài đồng còn lại, dùng tay phải nhẹ nhàng niết niết áo mình, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Trương Thiết, Hàn Lập, hai ngươi mặc dù không thể lên đến nhai đỉnh trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện tốt, có thể chịu được gian khổ trong tập võ, trước tiên các người theo giáo tập bản môn học tập căn cơ. Sau nửa năm nếu vượt qua khảo hạch thì sẽ được thu làm nội đệ tử, còn nếu không sẽ được đưa ra ngoại môn làm ngoại đệ tử. Hàn lập liếc mắt một gã tiểu đồng đứng cạnh hắn, gã này được gọi là Trương Thiết, hắn chính đang đứng sát sau mình, cũng chính là người giống mình lúc trước trèo lên tới sợi dây nhưng không có hoàn thành nổi chắc thí. Vương hộ pháp, những người còn lại, mỗi người nhận một ít bạc trắng rồi đưa hết xuống núi. Nhạc đường chủ lạnh lùng nhìn những hài tử cuối cùng nói. Tuân mệnh, vương hộ pháp bước ra, không người lĩnh mệnh, đem những đồng tử không vượt qua kỳ chắc thi hạ sơn. Trương quân, ngô minh thụy, hai người đem những người quá quan đến bản đường, phân biệt giao cho cố phó đường chủ và lý giáo tập. Lại có thêm hai gã thanh niên đi ra lĩnh mệnh, đem bọn họ chia làm hai tổ, từ sơn nhai đi xuống, mà một vị trong đó chính là vị sư huynh lãnh diện bảo hộ hắn. Sau khi xuống sơn nhai, Hàn Lập nhịn không được đưa mắt ra nhìn Vũ Nham, phát hiện hắn đang cùng vị lam bảo lão giả nói chuyện mà không hề có chút động thân bộ dạng. Hắn và các ngươi không cùng một dạng người, là được đưa đến thất tuyệt đường làm hạch tâm đệ tử, một khi học thành tài, ít nhất cũng có thân phận hộ pháp. Vị sư huynh có bộ mặt gầy gầy còn lại tựa hồ nhìn ra mối nghi vấn của Hàn Lập, chủ động giải thích, nhưng tại lời nói của hắn, tựa hồ mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ. Còn không phải ỷ vào có biểu tỷ phu là phó môn chú sao? nếu như hắn không phải có biểu tỷ gả cho mã phó bang chủ làm huyền phu nhân. Nếu không bằng vào hắn, tuổi vượt quá nhập môn yêu cầu, còn có thể tiến vào thất tuyệt đường sao? Lãnh sư huynh nói một cách lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ra ở sau lưng. Trương quân, người không còn muốn mạng nữa sao? Phó môn chủ cũng có thể để chúng ta loạn bàn. Nếu như bị đồng môn nghe thấy, ta người đều không thoát khỏi diện bích trừng phạt. Mặt gầy sư huynh nghe vị lãnh sư huynh kia nói, lấy làm kinh hãi, vội vàng ngó xung quanh nhìn quanh chỉ thấy vài tiểu hài đồng ngoài ra không còn ai mới thở một hơi dài nhẹ nhõm lãnh sư huynh hừ một tiếng tâm lý tựa hồ có chút cố kỵ liền không dám nói gì nữa hàn lập lúc này mới biết vị lãnh sư huynh được gọi là trương quân đối với cuộc trò chuyện của bọn họ hàn lập tự hiểu mà không hiểu ẩn ước hiểu được cái gì đó vũ nham không phải là dựa vào chân tài thực học mà tiến vào được thất tuyệt đường mà nguyên nhân chủ yếu là do mã phó môn chủ ra tay tương trợ cho nên mới có thể tiến vào được. Trên đường đi lên núi, do tâm lý có chút huệ oải, hai vị sư huynh đều không còn tâm tình để nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ dẫn mấy hài đồng đi về phía trước. Mà đám Hàn Lập càng không dám nói chuyện lung tung, cả đám đều ẩn ước tại Thất Huyền môn so với trong nhà không thể giống nhau được. Đang khi đi qua một phiến rừng rậm, từ trong rừng một lão giả đang từ từ bước ra. Lão giả vừa cao vừa gầy tầm hơn 60 tuổi, da mặt đã nhăn nheo, trên đầu tóc bạc trắng. Lão giả này vừa đi vừa ho khan liên tục, trong bộ dạng của lão, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm cho người nhìn thấy phải thương cảm. Trương quân hai người nhìn thấy người này, không có lấy một lo lắng bộ dáng mà ngược lại vội vàng tiến lên phía trước, đối với lão giả cung kính thi lễ. Mặc đại phu, lão nhân ra ngài hảo, có chuyện gì xin ngài cứ phân phó đệ tử. Trương quân so với bộ dạng lạnh nhạt lúc trước giờ được thay bằng khuôn mặt đầy kính ý so với đường chủ, môn chủ còn kính ý hơn, đối với lão nói. Nga, đây là tân lai đệ tử, lão giả ho một cái, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi. Đúng vậy, trong những người này có sáu gã đệ tử chính thức và hai gã ký danh đệ tử. Trương quân lễ phép hồi đáp, ta bây giờ nhân thủ không đủ, còn thiếu một gã đồng tử chế thuốc và một gã hái thuốc đệ tử, hai người này theo ta đi nào. Mặc đại phu tùy tiện chỉ tay vào hàn lập hai người ký danh đệ tử, ngôn từ trung mang đầy hơi hướng mệnh lệnh. Tuân mệnh, hai người này là ký danh đệ tử, năng được mặc phu ngài xem chúng là phúc khí của bọn họ còn chưa ra bái kiến mặc lão, cần phải chăm chỉ theo học y thuật của lão nhân gia, đó là phúc phận của các ngươi đó. Hai vị sư huynh không có tơ hào một chút phản đối ý tứ. Vị cao gầy sư huynh ngô minh thậm chí còn bỡ đỡ lão giả này. Hàn Lập và Trương Thiết thấy hai vị sư huynh không có ý kiến gì, tự nhiên cũng không dám phản đối, liền đi theo vị lão giả tiến vào khu rừng. Vị lão giả này dẫn hai người từ từ theo con đường nhỏ trong rừng đi vào trong. Lúc chuyển đông, lúc vãng tây, một lúc sau, đột nhiên phía trước sáng ngời, một tiểu sơn cốc xanh biếc ngập tràn sinh khí hiện ra trước mắt hai người. Bên trái sơn cốc là một khu dược vườn lớn, tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc. Trong vườn này có rất nhiều loại dược thảo mà Hàn Lập không biết tên. Đồng thời ở bên phải có mấy căn nhà nhỏ, nhìn bồn phía, ngoài con đường dẫn vào thì không còn thông đạo nào dùng để đi ra ngoài nữa. Đây là thần thủ cốc, ngoại trừ cốc nội đệ tử, ngoại nhân ngoài những người bị bệnh, hai người sau này tự ở nơi đây. Trước tiên đi nghỉ ngơi đi đã, đến tối trở lại tìm ta ta có chuyện muốn nói với các ngươi lão giả đứng ở trước mấy căn phòng sau đó chỉ vào một căn phòng nhỏ nói các ngươi sau này có thể gọi ta là mặc lão lão giả nói xong dừng một chút lại nói gọi ta là mặc đại phu là được rồi nói xong mặc đại phu không để ý đến hai người nữa vừa đi vừa ho khan tiến vào căn phòng lớn hàn lập sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi cũng bất quản đồng tử trương thiết còn lại tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng nhanh chóng mơ màng ngủ đi đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện thế nào thì hắn cũng đã được coi như là một nửa đệ tử thất huyền môn rồi. chương 6, vô danh khẩu quyết, dậy dậy nhanh, một loạt thanh âm từ bên cạnh giường truyền tới làm hàn lập tỉnh lại từ trong mộng. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lớn của Trương Thiết ở ngay trước mặt, Hàn Lập giật mình một cái, vội lùi người ra sau. Lúc này hắn mới nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt vừa dọa hắn chính là hài đồng Trương Thiết. Mau ăn một chút gì đi, ăn xong cơm chiều còn phải đi gặp mặc lão nữa. Trương Thiết đưa cho Hàn Lập hai cái bánh bao vẫn còn nghi ngút khói. Người từ nơi nào tìm được đồ ăn vậy? Hàn Lập ngây người ra một lúc mới tiếp lấy đồ ăn. Sơn Cốc phụ cận có một căn chủ phòng, ta thấy có người tại đó lĩnh đồ ăn, liền đi đến đó lấy. Ăn xong mới nhớ ra là ngươi chưa có ăn, liền giúp ngươi mang về hai cái bánh bao. Trương Thiết nhìn Hàn Lập cười cười nói, đa tạ rồi, Trương ca. Hàn Lập trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Trương Thiết so với mình trưởng thành hơn, một tiếng Trương ca không nhịn được thốt lên không không sao ta ở nhà cũng thường vậy mà nhà ta cũng bán quán mà nhất thời có điểm chưa quen trong lòng có chút có chút không thoải mái sau này có gì cần ta giúp đỡ cứ nói ta sẽ cố giúp cho trương thiết tựa hồ có chút ngượng ngập giọng nói có chút nhỏ dần hàn lập cơm chưa vốn chưa ăn giờ cảm thấy rất đói chỉ mấy miếng đã nuốt xong cái bánh bao chỉ trong chốc lát cái bánh còn lại cũng đã nằm yên trong bụng hắn rồi thời gian không còn sớm nữa chúng ta đi gặp mặc lão thôi Hàn lập tay xoa xoa bụng, mắt liếc ra ngoài trời, trong lòng áng áng thời gian, nghĩ đến giờ phải đi gặp Mạc Lão rồi. Trương Thiết không có ý kiến gì, đi theo Hàn lập đến phòng của Mạc Lão. Tại Mạc Đại Phu phòng nội, bốn vách xung quanh chất đầy giá sách, trên mỗi giá sách lại chất đầy các chủng loại sách. Mạc Lão, Mạc Lão, Mạc Đại Phu đang dựa lưng vào ghế thái sư, trong tay đang cầm một cuốn sách, tựa hồ không chú ý đến hai người vừa đến, cũng không nghe thấy tiếng chào. Hàn lập hai người vẫn còn là tiểu hài đồng, thấy mặc đại phu không để ý gì đến bọn hắn nên cũng không biết làm sao, chỉ dám đứng một bên chờ. Cho đến tận khi hàn lập cảm giác tê tê ở chân, mặc đại phu mới từ từ đóng sách, để lên bàn, lạnh nhạt nhìn hai người một loạt, sau đó bưng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi mới mở miệng nói với bọn hắn. Hai người từ hôm qua đã trở thành đệ tử ký danh của ta, ta sẽ dạy các ngươi kiến thức thường thức về hái thuốc, luyện thuốc. Cũng có thể dạy các ngươi một ít y thuật cứu người, nhưng sẽ nhất quyết không dạy các ngươi võ công mặc đại phu mặt vô biểu cảm nói đưa tách trà trong tay từ từ hạ xuống ta có một bộ tu thân dưỡng tính khẩu quyết có thể dạy các ngươi nhưng nó sẽ không giúp các ngươi khắc địch chế thắng nhưng cũng giúp các ngươi cường thân kiện thể các ngươi quả thật muốn đi học võ thì có thể đi tìm giáo tập để xin học ta cũng không phản đối nhưng sau nửa năm ta sẽ chỉ tra khảo tình hình tu luyện khẩu quyết này mà thôi nếu như không hợp cách sẽ giống như những người kia đưa ra ngoài làm ngoại đệ tử hai ngươi nghe rõ rồi chứ Mạc Đại Phu khẩu khí đột nhiên trở lên trịnh trọng, xem ra đối với khẩu quyết này vô cùng xem trọng. Đã nghe rõ rồi hai người bọn Hàn Lập đồng thanh trả lời. Hai người đi ra ngoài đi, sáng mai trở lại. Mạc Đại Phu hướng hai người khoát tay, ý bảo hai người ra ngoài, rồi lại cầm cuốn sách nọ đọc tiếp. Hàn Lập trước khi đi, nhịn không được tò mò, nhìn qua giá sách của Mạc Đại Phu, đáng tiếc là hắn không nhận biết nổi ký tự nào. Chỉ biết ngoài bìa cuốn sách Mạc Đại Phu đọc có ba ký tự đen to, Đáng tiếc là chúng nhận thức được hắn nhưng hắn thì không. Đi ra khỏi phòng Mặc đại phu, Hàn Lập không nhịn nổi thở dài ra một tiếng, cũng không biết vì sao vừa rồi trong phòng hắn lại cảm thấy căng thẳng, ngay cả thở to cũng không dám, não tử cũng căng căng thẳng thẳng. Bây giờ ra ngoài rồi, cảm giác nhẹ nhàng hẳn, tự nhiên cũng khôi phục lại bình thường. Hàn Lập hưng phấn đến sau đó mấy ngày, cuối cùng hắn cũng được coi là đệ tử thất huyền môn, cho dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng tính ra so với những người khác bị cho tiền rồi tống về nhà thì vẫn còn tốt hơn nhiều cho dù chính mình tại nửa năm sau có không vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng có thể giống như Tam Thúc, trở thành thất huyền môn ngoại đệ tử. Tại trong lòng Hàn Lập, Tam Thúc của hắn là một người phi thường có thân phận và địa vị, thậm chí tại trong lòng Hàn Lập, hắn còn muốn không vượt qua kỳ chắc kỳ tới, nếu vậy thì hắn có thể hạ sơn, sớm được cùng cha mẹ và tiểu muội muội hắn rất thương yêu gặp lại rồi. Trong những ngày tiếp theo, buổi sáng mặc đại phụ truyền thụ bọn hắn tri thức y dược, buổi chiều để cho bọn hắn đến thư phòng cùng với những hài đồng khác để học văn tự thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, huyệt đạo toàn thân và những tri thức cơ bản khác về võ học, cùng nhau tập mã bộ, đánh thảo nhân cơ bản công phu. Sau một tháng, hai người Hàn Lập và những hài đồng khác phân khai, cũng không còn thời gian để đi học những thứ đó nữa. Nhân vi mặc lão đã bắt đầu truyền thụ cho hai người bộ vô danh khẩu quyết đó. Luyện tập bộ khẩu quyết này cũng đã gần như chiếm toàn bộ thời gian của bọn hắn. Mặc đại phu nghiêm lệnh cấm hai người không được đem bộ khẩu quyết đó truyền ra ngoài, nếu như để tiết lộ ra, lão sẽ đem hai người trục xuất khỏi sư môn. Trong thời gian này, thông qua những người khác, Hàn Lập đã có những hiểu biết sơ bộ về thất huyền môn. Thất huyền môn có một vị truyền nhân của thất tuyệt thương nhân gọi là vương môn chủ, ngoài ra còn có ba vị phó môn chủ. Môn phái phân ra làm nội môn và ngoại môn, ngoại môn có phi điều đường, tụ bảo đường, tứ hải đường, ngoại nhận đường bốn phân đường. Nội môn có bách đoán đường, thất tuyệt đường, cung phụng đường, huyết nhận đường bốn phân đường ngoài những phân đường này ra còn một phân đường khác quyền lực chỉ dưới môn chủ và phó môn chủ được gọi là trưởng lão hội mà mạc đại phu vốn không phải là thất huyền môn đệ tử chỉ là tại vài năm trước có một lần vương môn chủ xuất môn bị địch nhân tập kích thân thụ trọng thương sinh mệnh bị đe dọa những người bên cạnh khi đó thúc thủ vô sách ngay tại lúc đó xuất hiện vị mạc đại phu này kết quả mạc đại phu diệu thủ hồi xuân đã cứu được tính mệnh cho vương đại môn chủ vương môn chủ tự nhiên đối với mạc đại phu cảm kích không thôi Sao biết mạc đại phu không chỉ có một thân y thuật siêu việt mà còn có một thân công phu không kém liền thỉnh lão nhập môn vừa trong môn có một sơn cốc nhỏ liền cấp cho lão làm trạch phủ làm cho mạc đại phu an tâm ở lại thất huyền môn đến giờ trở thành một thất huyền môn cung phụng trong cung phụng đường trong thời gian mạc đại phu ở lại thất huyền môn chúng đệ tử chưa một lần chứng kiến thân thủ của mạc đại phu không biết được võ công của lão cao thấp thế nào nhưng y thuật cao minh của lão thì ai ai cũng biết cho nên cho dù lão luôn lạnh lùng ít nói nhưng chúng đệ tử trong cốc vẫn luôn kính trọng lão. chương 7, tu luyện nan. Hàn Lập đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo kinh mạch trở về đan điền. Vậy là hôm nay hắn đã vận hành được 7 chu thiên tuần hoàn. Hắn cũng tự biết rằng đây đã là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này. Nếu còn tái vận hành một chu thiên tuần hoàn nữa, thì 8 đến 9 phần kinh mạch của hắn sẽ phân liệt phá khai. Hắn cũng không hề muốn phải nếm trải tư vị kinh mạch phân khai chút nào. Hàn Lập liên tưởng đến cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ, vốn vô cùng to gan lớn mật như hắn, cũng cảm thấy toát lạnh sống lưng. Hiện tại Hàn Lập đã nhập môn được nửa năm thời gian rồi, kỳ khảo tra ký danh đệ tử cũng đã trải qua cách đây hai tháng. Có thể chính thức gia nhập nội môn trong đám ký danh đệ tử tỷ lệ rất thấp, đại bộ phận đều không vượt qua được khảo hạch, bọn họ không thể làm gì được hơn nữa là Hạ Sơn làm ngoại môn đệ tử. Những hài tử không vượt qua kỳ thi đó đại bộ phận đều gia nhập tụ bảo đường và phi điều đường. Nếu có chút điểm nổi bật nào đó, sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ được gia nhập ngoại nhận đường. Đương nhiên môn ngoại đái ngộ tốt nhất là tứ hải đường, nhưng tứ hải đường chỉ chiêu thu những nhân vật đã thành danh trên giang hồ, không có thu những kẻ chỉ có một chút ít công phu mèo cào, càng không nói đến những đồng tử này. Hàn Lập vừa nghĩ lại nội dung ký danh đệ tử chắc ký tại hai tháng trước, tâm lý không nhịn khỏi có chút sợ hãi. Trong phương viên 10 dặm Thái Hà Sơn, tại nơi ít mây mù, kỳ chắc thì được diễn ra ở đây. Các hài đồng được phân ra cách đấu trong nhiều tổ đội, Cuối cùng còn có một số sư huynh võ nghệ cao cường tiến tới tấn công, những hài đồng tham gia chắc khí phải chống đỡ quá một số chiêu thức mới có thể gọi là thông qua. Hàn Lập đứng một bên theo dõi kỳ chắc khí này, trong tâm mang một chút hả hê cảm giác. Hàn Lập và Trương Thiết không có cùng những kẻ khác tham gia kỳ thi kinh khủng đó, mà theo như Mạc Đại Phu đã nói lúc đầu chỉ là kiểm tra hai người tiến trình tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia mà thôi. Mà vượt qua kỳ chắc khí này, Hàn Lập cũng không dám nghĩ là dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, Hàn Lập đối với tình hình tu luyện lúc đó còn nhớ rõ ràng. Án chiếu theo những gì Mặc Đại Phu nói, bộ vô danh khẩu quyết này phân làm mấy tầng, hai người Hàn Lập chỉ cần tu luyện được pháp quyết tầng đầu tiên là đạt yêu cầu rồi. Cũng có thể nói rằng, trong khoảng thời gian nửa năm, nếu tu thành đệ nhất tầng, Mặc Đại Phu tính là đã vượt qua kỳ trắc thí, cũng sẽ trở thành đệ tử chính thức của Mặc Đại Phu, cùng những đệ tử khác trong thất huyền môn hưởng đãi ngộ giống nhau. Mà Hàn Lập sau khi từ những người khác mà biết được nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử yêu đãi cách nhau một trời một vực, hắn liền đem những ý nghĩa lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử ném đi mất tích. Đối với tình cảnh của hắn lúc đó mà nói, có thể từ thất huyền môn kiếm chút bạc mang về nhà là hết sức quan trọng. Căn bản gia cảnh của hắn quá bần hàn, chỉ biết rằng một ít bạc mình kiếm về cũng sẽ san sẻ được một chút gánh nặng trong gia đình cho cha mẹ hắn. Sau khi mặc đại phu truyền thụ bộ khẩu quyết, Hàn Lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không ra ngoài nữa, ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện, Mọi thời gian hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khẩu quyết này. Bởi vì Mặc đại phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập, Hàn Lập chỉ có thể dò hỏi phương pháp luyện tập chính dương kính của các đồng môn khác, sau đó tự mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Chiếu theo phương pháp tu luyện này, trải qua 3 tháng gian khổ tu luyện đã làm Hàn Lập cảm thấy thất kinh, tốc độ tu luyện bộ khẩu quyết này của hắn chậm kinh người, bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể làm cho trong nội thể phát sinh một tia lãnh chân khí lưu chuyển. Tia chân khí này lúc có lúc không, nếu không cẩn thận tiến hành nội thị căn bản hắn không thể phát hiện ra cái này đại khái theo các vị giáo tập nói là nội ra chân khí sao hàn lập tự nhiên cho là như vậy nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện thất huyền môn chính dương kinh nói thể nội bọn họ sinh ra một cỗ chân khí nhiệt lưu phi thường rõ ràng vậy mà thể nội hắn lại sinh ra một cỗ lương khí mà hiệu quả của cỗ chân khí này còn kém xem so với cỗ chân khí của các đồng tử kia những đồng tử khác vận dụng chính dương kinh chân khí trong cơ thể xong có thể một quyền đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ, dướn người nhảy lên cũng cao đến một trường. Vậy mà Hàn Lập sau khi vận dụng chân khí kỳ quái so với không vận dụng chân khí đó thì hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào. Có chăng là tinh thần của hắn so với trước đây vượng thịnh hơn rất nhiều, sức ăn và khả năng trèo núi của hắn cũng được tăng cường đáng kể, nhưng những cái đó thì có tác dụng gì cơ chứ? Nhìn những hài đồng khác vận dụng chân khí đại triển thần uy trước mặt, Hàn Lập có chút huệ hoài. Sau khi phát hiện vấn đề này, thiếu chút nữa Hàn Lập vứt bỏ mấy tháng cố gắng của hắn. Hắn cho rằng tư chất của mình quá kém, không có khả năng vượt qua nổi kỳ chắc khí của Mạc Đại Phu. Thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xuống núi rồi. Ngẫu nhiên một ngày, Hàn Lập trong lúc cùng tu luyện với Trương Thiết biết được, Trương Thiết từ ngày tu luyện bộ vô danh khẩu quyết này, thể nội của hắn không hề có một điểm biến hóa nào, cũng không hề thấy chân khí được sinh ra nhờ ngẫu nhiên biết được chuyện này đã làm hàn lập vứt bỏ những phiền muộn khi tu luyện gần đây làm hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến hành khổ cực tu luyện không hắn không chỉ là khổ tu như trước mà có phần còn điên cuồng hơn hàn lập bây giờ mỗi giờ mỗi khắc thời gian đều dành cho đả tọa tu luyện tại buổi tối nghỉ ngơi hàn lập thậm chí cố bảo trì tư thế luyện tập hy vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả đương nhiên cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày nguyên nhân là do trong lúc hắn ngủ Vô pháp bảo trì hiệu suất tu luyện vào ban ngày, làm cho Hàn Lập cảm thấy buồn bực là Mặc đại phu từ ngày truyền bộ khẩu quyết cho hai người tự đối với bọn hắn không có hỏi quá. Đối với tiến độ tu luyện của bọn hắn, những vấn đề xuất hiện trong quá trình tu luyện lão cũng không có hỏi. Mà hình như sự tồn tại của hai người Mặc lão có khi đã quên mất từ lâu. Ngày nào cũng vậy, Mặc đại phu chỉ ôm khư khư đúng một cuốn sách mà ngoài bìa có ba chữ màu đen to đùng, cứ như trong sách có phủ vàng lầu ngọc. Lúc mới đầu Hàn Lập và Trương Thiết còn thấy mặc lão không giống những thầy thuốc cứu thế độ nhân, mà tưởng lão là một anh tú tài suốt ngày đọc sách. Sau này, hai người sau khi được học biết văn tử cũng nhận thức được ba chữ đó gọi là trường sinh kinh, là một bản sách nói về tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Lúc này, hai người mới nhận ra, mặc đại phu không phải là muốn thi tú tài, mà là lão muốn giống như lão rùa đen bất tử, sống quá ngàn năm. chương 8, nhập môn đệ tử, trải qua nửa năm điên cuồng tu luyện, rốt cuộc Hàn Lập cũng đứng trước mặt mặt Đại Phu tiếp nhận chắc thí. Trương Thiết Tay chân có chút thất thố nhìn Hàn Lập, điều này cũng không có gì quái lạ, Hàn Lập từ hắn mà biết được trong suốt nửa năm tu tập bộ khẩu quyết vô danh này, Trương Thiết không đạt được hiệu quả như mong đợi. Hàn Lập biết rằng Trương Thiết bỏ sức tu luyện đối với bộ khẩu quyết vô danh này tuyệt đối không kém hắn, có khi còn điên cuồng hơn cả Hàn Lập. Chính là trên phương diện chăm chỉ luyện tập này, Trương Thiết có thể nói là vô cùng tập trung sức lực và trí lực. Nhưng điểm kỳ quái ở đây là, bộ khẩu quyết vô danh này đối với trương thiết hầu như không sinh ra bất kỳ một tí ti phản ứng nào cả vô luận hắn miệt mài khổ tu đến đâu cũng không sinh ra một điểm hiệu quả xem ra bộ khẩu quyết này cùng hắn không có duyên phận tâm lý hàn lập cũng có chút bất an cũng không biết nguyên cớ do đâu hắn biết rằng trương thiết tám đến chín phần là không qua nổi kỳ khảo hạch lần này mà đối với mình trên phương diện tu luyện cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu chính mình đã liều mạng tu luyện vậy mà hiệu quả cũng chỉ làm cho luồng năng lượng kỳ quái trong nội thể tăng thêm một chút điểm nếu như nói luồng năng lượng trước đây có kích thước tầm sợi tóc thì bây giờ cũng chỉ to lên một chút như sợi chỉ mà thôi với thành quả như vậy có thể vượt qua chắc thí của mặc đại phu hay không hắn cũng không nắm chắc do vậy hàn lập không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng trái tim nhảy nhót loạn lên trong lồng ngực cảm thấy vô cùng bất an tất cả đều chuẩn bị tốt chứ đem thành quả tu hành của hai người triển hiện cho ta xem nào. Mặc đại phu nheo nheo hai mắt, ngồi tại thái sư ỷ lạnh nhạt quan sát hai người. Đã chuẩn bị tốt rồi, hai người hàn lập gật đầu nói. Mặc đại phu từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế, bỏ cuốn sách mà từ trước đến giờ lão không rời một bước xuống bàn. Đưa tay ra đây, vận công cho ta xem nào. Mặc đại phu một tay bắt lấy mạch môn trên tay phải của Trương Thiết, một tay áp vào đan điền của hắn. Qua một thời gian uống một chén trà lão mới thu hai tay về, mặt không biểu tình đánh giá trương thiết một lúc trương thiết đỏ hết cả mặt lên hai tay bối rối nắm lấy nhau sau lưng cúi gằm đầu xuống không dám nhìn mặc đại phu hắn biết rằng mặc đại phu đã phát giác hắn không có một chút nào luyện thành bộ khẩu quyết này có lẽ tới đây mặc lão sẽ không có thoải mái nhìn mình rồi tới phiên ngươi làm người khác phải kinh ngạc mặc đại phu không có một chút biểu lộ trách mắng trương thiết có chăng là trong mắt chỉ lộ ra một tia thất vọng thần sắc lão chuyển mắt nhìn tới hàn lập Mạc Đại Phu y theo như cũ, bắt lấy mạch môn trên tay phải Hàn Lập. Lạnh thật a, à, lạnh như băng vậy, không một chút điểm giống tay người sống vậy. Hàn Lập trong lòng có chút sợ hãi, ra tay Mạc Đại Phu có chút khô lão, nhăn nheo. Khi nắm lấy tay Hàn Lập thì làm hắn có điểm đau đớn. Đây là lần đầu tiên hắn bị Mạc Đại Phu bắt lấy tay. Có lẽ do bị từ bên ngoài kích thích, luồng năng lượng trong cơ thể không chờ Hàn Lập điều khiển mà đã tự vận hành rồi, thuận theo kỳ kinh bát mạch, thông qua các huyệt đạo trên toàn thân từ đan điền đến bách hội, lại quay lại tứ chi, nhanh chóng vận hành hết vòng thứ nhất rồi sau đó quay trở lại đan điền. Luồng năng lượng này vừa vận hành, nơi đau đơn ở bàn tay tự nhiên biến mất, như là chưa hề xuất hiện qua. Di, mặc đại phu không kiềm được xúc động phát ra âm thanh, xem ra là đã phát hiện được cỗ năng lượng kỳ lạ trong nội thể hàn lập. Nhanh, nhanh vận hành khẩu quyết thêm một lần nữa. Mặc đại phu cho dù rất kiềm chế, trên mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào, thế nhưng trong mắt lão xuất hiện một tia cuồng nhiệt thần sắc, để cho hàn lập có chút ngạc nhiên từ từ thôi để ta cẩn thận quan sát xem mặc đại phu vội vàng sửa lại ngữ khí lạnh lùng bình thường đã được thay thế bằng ngữ khí có phần nóng vội tay kia đồng thời cũng đặt lên trên đan điền của hàn lập hàn lập cảm giác song thủ mặc đại phu có điểm run rẩy xem ra tâm lý lão vô cùng kích động liền y theo lời lão vận hành luồng năng lượng kia thêm một chu thiên nữa không sai không sai đúng là loại cảm giác này đúng là thứ ta muốn rồi không thể sai chắc chắn không sai, ha ha ha, mặc đại phu sau khi trải qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ không thể nào kìm được cười lớn mấy tiếng, hai tay nắm chặt lấy bả vai Hàn Lập, hai mắt vốn luôn khép hở cũng đã mở to ra, khẩn khẩn nhìn Hàn Lập giống như là vừa phát hiện ra kỳ chân dị bảo hy hãn trong thế gian. Trong mắt lão còn toát ra vài tia điên cuồng, bên tai Hàn Lập không ngừng truyền đến tiếng cười của mặc đại phu, cảm thấy hai vai bị nắm có điểm đau đau. Giờ nhìn lại thần sắc có phần điên cuồng của mặc lão, trong lòng hắn không nhịn khỏi có chút bất an tốt rất tốt mặc đại phu nhìn biểu tình của hàn lập xem ra có chút sợ hãi lão mới ý thức được tự mình có chút thất thố lập tức ngừng cười to sau này cũng phải giống như bây giờ phải liên tục nỗ lực kể từ hôm nay người chính thức trở thành thân truyền đệ tử của ta lão phóng khai song thủ rồi vỗ vỗ lên đầu hàn lập cổ vũ mặc đại phu khuôn mặt đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày tựa hồ như hết thảy những cử động thái quá vừa rồi chưa hề xảy ra chỉ là trong ánh mắt của lão vẫn ẩn ẩn hưng phấn không sao che giấu được về phần ngươi mạc đại phu cuối cùng đưa mắt nhìn lại trương thiết trương thiết sớm vì sự việc mới phát sinh mà trở lên phát ngốc thấy mạc đại phu chuyển hướng nói đến mình lúc này mới tỉnh táo trở lại nghĩ đến hiện thực không vượt quá kỳ khảo hạch sẽ bị đuổi xuống núi trương thiết nhìn về hướng mạc đại phu không nhịn được mà xuất hiện thần sắc cầu khẩn người tư chất không được a à, thời gian dài như vậy mà một điểm thành quả cũng không có muốn làm đệ tử của ta thật có chút miễn cưỡng rồi mạc đại phu không ngừng lắc lắc cái đầu tâm lý trương thiết cũng theo cái lắc đầu của lão mà trầm xuống nghe mạc đại phu nói cả hai người đều nghe ra ý tứ không muốn nhận trương thiết của lão đột nhiên mạc đại phu tựa hồ vừa nghĩ ra chuyện gì đó bỗng lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn về phía trương thiết nhưng là vừa rồi ta kiểm tra căn cốt của ngươi có một loại tâm pháp dường như khá thích hợp với ngươi không biết ngươi có nguyện ý học hay không mạc đại phu đột nhiên nói dĩ nhiên lộ ra ý tứ cho trương thiết quá quan trương thiết vừa nghe không hề có ý tứ từ chối liền lập tức đáp ứng tại chỗ tốt rất tốt hai người đi đi ngày mai ta sẽ bắt đầu truyền cho các ngươi tâm pháp mới có thể thấy tâm tình của mạc đại phu bây giờ rất tốt mỗi câu thốt ra đều có tốt rất tốt đi kèm hàn lập trương thiết hai người liếc mắt nhìn đối phương đều cảm giác được hôm nay quá quan có phần may mắn đúng là phong hồi lộ chuyển mà hai người đều quá quan Điều này làm cả hai đều thấy vui mừng. Chương 9, tượng giáp công. Hàn Lập hồi tưởng đến đây, trên mặt khẽ lộ ra nét cười. Hắn và Trương Thiết ở đây hơn nửa năm, nhân vì tính khí tương đồng và có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, cho nên rất tự nhiên, hai người trở nên thân mật với nhau một cách rất tự nhiên. Hàn Lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra, dùng tay xoa bóp bàn chân. Ngồi đả tọa lâu như vậy, chân hắn có chút tê dần, huyết mạch cũng không thể lưu thông tốt được. Xoa bóp một lúc cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại chi giác, Hàn Lập mới từ từ đứng dậy. Theo thói quen, hắn đưa tay lên người phủi phủi cho bụi, sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một chút căn phòng luyện công của mình, Hàn Lập trên mặt thoáng hiện ra một tia cười mỉm. Gian phòng này hoàn toàn được dựng nên từ đá hoa cương Bích Đào Không. Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh lớn chế thành, người bình thường chứ có nghĩ có thể tiến vào căn phòng này từ bên ngoài bởi nếu không phải sử dụng khai sơn cự phủ bổ vào một thời gian thì đừng có mơ tưởng tiến vào trong. Loại căn phòng yên tĩnh như vậy để luyện công tại thất huyền môn chỉ dành cho những người có thân phận, địa vị như môn chủ, trưởng lão, đường chủ sử dụng mà thôi, ngoài ra, ngay cả đến hạch tâm đệ tử thất tuyệt đường cũng không thể tùy tiện có được. Loại phòng thạch thất chuyên dụng này được thiết kế dành cho những người tu tập nội công thâm hậu, phòng ngừa bọn họ trong quá trình luyện công bị ngoại nhân quấy nhiễu, trách bị tẩu hỏa nhập ma cũng không biết Mặc Đại Phu dùng phương pháp gì mà bước được mấy vị trưởng lão đồng ý làm ra một gian luyện công như vậy trên vách núi trong Thần Thủ cốc. Gian thạch thất này vừa hoàn thành, Mặc Đại Phu liền chỉ định giao cho Hàn Lập một mình sử dụng, quyết định này vừa được đưa ra, đã cấp cho Hàn Lập không ít kinh hãi, có chút cảm giác hộ sủng nhược kinh. Mặc Đại Phu đối đãi với Đồ Đệ thật sự là quá tốt, từ ngày hắn trở thành đồ đệ của lão, Mặc Đại Phu mỗi ngày đều cấp cho hắn một số loại dược vật bất đồng để phục dụng, trong đó có một số loại mà Hàn Lập không rõ tên. Tuy hắn không hề nhận thức được công dụng của những loại dược vật này, nhưng mỗi khi thấy Mạc đại phu đưa hắn phục dụng những loại dược vật này, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của lão xuất hiện một cố tiếc núi thần thái, điều này làm cho hắn biết rằng những thứ thuốc này vô cùng chân quý. Hiển nhiên loại ngoại lực này rất có tác dụng, tốc độ tu luyện của Hàn Lập được đề thăng lên mấy lần. Tại cách đây không lâu, hắn cuối cùng cũng đã quá quan thành công, luyện thành đệ nhị tầng của bộ khẩu quyết vô danh này. Tại đúng lúc trùng quan, có mấy kinh mạch xuất hiện điểm phá liệt làm cho hắn bị một ít nội thương, không nặng cũng không nhẹ. May mà mặc đại phu y thuật cao minh, với lại chỗ nội thương không mấy nghiêm trọng, chỉ cần chịu khó uống thuốc, sau này mới không bị di chứng gì nữa. Sau khi biết hàn lập thủ thương, mặc đại phu biểu hiện khẩn trương còn lớn hơn cả hắn. Trong quá trình y trị cho hắn đến ngồi cũng không yên. Cho đến khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt, lão mới thở một hơi thật dài. Loại biểu hiện này của mặc đại phu có phần vượt quá tình cảm thầy cho thông thường, làm cho hàn lập trong lòng ẩn ước xuất hiện một vài tia cảm giác bất an nếu không phải hàn gia chỉ có tam thúc đi ra ngoài mà còn có người khác nữa hàn lập không chừng sẽ tưởng rằng mặc đại phu và mình có quan hệ thân thích cũng nên hàn lập bước ra khỏi thạch thất xoay người vặn người mấy cái rồi mới chậm rãi quay về chỗ ở của mình từ sau khi trở thành đệ tử chính thức hàn lập và trương thiết đã trao trả căn phòng lúc đầu hai người ở sau đó cả hai đều được phân một căn phòng nhỏ của riêng mình khi đi vào căn phòng của trương thiết Hàn lập tùy ý liếc mắt khắp phòng. Quả nhiên hiện giờ trương thiết không có trong phòng, phỏng chừng đã đến dưới thác nước luyện công rồi. Sau khi trở thành chính thức đệ tử của Mặc Đại Phu thế nhưng lão không hề có ý tứ sẽ truyền cho hắn công phu mà vẫn bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết vô danh nọ. Mà cũng để cho hắn an tâm, Mặc Đại Phu truyền hết y bát của lão về y thuật cho Hàn lập, tịnh không bảo lưu chút gì. Đối với những nghi vấn về y thuật của Hàn lập, Mặc Đại Phu cũng nhất nhất trả lời, làm cho hắn hài lòng mãn ý ngoài ra còn cho hắn thoải mái tới y phòng đọc sách. Nhưng đối với Trương Thiết, Mạc Đại Phu theo lời đã nói từ trước, truyền thụ cho hắn một bộ công phu rất thực dụng và lợi hại. Môn công phu Trương Thiết luyện tập rất kỳ lạ, theo những lời Mạc Đại Phu nói thì đó là môn công phu rất hiếm gặp trên giang hồ, có tên là tượng giáp công. Môn võ công này theo lão nói thì vô cùng hiếm gặp, thậm chí có nhiều người còn chưa nghe đến tên nó bao giờ, chứ đừng nói đến có người tu luyện nó. Bộ võ công này cùng những bộ võ công khác lưu truyền trong giang hồ có nhiều điểm bất đồng. Những môn võ công bình thường tu luyện đều là từ dễ mới đến khó, càng luyện đến tầng cao thì càng khó luyện, mà phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể tiếp bước được trên con đường tu luyện. Nhưng môn võ công này, phân làm 9 tầng, 3 tầng đâu rất dễ luyện, cùng những môn công phu phổ thông khác không có gì khác biệt lắm. Bắt đầu đặt đến tầng thứ tư thì đột nhiên trở lên vô cùng khó khăn, nó còn làm cho người luyện chịu đựng những thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều người không thể chịu được sự dày vò, chịu đựng những nỗi khổ phi nhân như vậy, liền ngừng luyện tập, tu vi do đó cũng ngừng trệ, không thể tiến triển được. Càng không muốn nói đến tầng thứ 5, thứ 6 nỗi thống khổ còn tăng lên gấp bội. Nhưng là môn võ công này, chỉ sau khi đột phá tầng thứ 6 thì còn đường tiếp theo vô cùng thoải mái, dễ dàng. Chỉ là mỗi tháng vẫn còn một vài ngày chịu đựng những đau khổ sống đi chết lại mà thôi. Nhưng chuyện này làm cho những người muốn tu luyện môn công phu này phải dừng bước và đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến môn công phu này gần như thất truyền. Một công phu này đúng là rất kỳ lạ, đạt tới cao tầng thì uy lực thực sự kinh nhân. Nghe nói, luyện đến tầng thứ 9, người luyện môn công phu này giống như mặc bảo giáp, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất cận chứ đừng nói đến trưởng kình hay quyền kình có thể đả thương được hắn. Càng để làm người ta nóng mắt chính là, sau khi luyện môn công phu này, người bình thường sẽ từ từ có được sức lực khỏe như voi, luyện đến những tầng sau thì sức lực càng lớn, có thể bắt sống ác lang, xé xác hổ báo, lợi hại vô bì Môn võ công này đúng là làm người ta vừa sợ vừa thích, trừ ra vị cao nhân đã sáng tạo lên bộ công pháp này, cho đến nay không có người nào luyện bộ võ công này lên đến tầng thứ 9. Truyền thuyết nói rằng vị cao nhân đó bẩm sinh đã không biết đến cảm giác đau đớn, mà có thể sinh tạo ra một bộ biến thái võ công như vậy, cho nên đã mang bộ võ công này phát huy đến tận cùng uy lực của nó. Mạc Đại Phu lúc đầu mặc dù định nói cho Trương Thiết biết lợi hại của bộ võ công này, nhưng Trương Thiết đối với những điểm lợi, Hại đến thân thể cũng không coi vào đâu, chỉ là khi nghe đến chỗ lợi hại của tượng giáp công liền không do dự đáp ứng tu luyện, mà bộ võ công này cũng rất thích hợp với hắn. Chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã luyện tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phong. Trương Thiết thời gian gần đây vì để đột phá bình cảnh tầng thứ nhất tượng giáp công đã theo lời đề nghị của Mặc Đại Phu, chiều nào cũng vậy hắn đều ngồi tại chân thác nước cao mấy chục thước chịu đựng sự trùng kích của thác nước nhằm tăng cường hiệu quả luyện công. Theo những lời Trương Thiết nói phương pháp này mang lại cho hắn hiệu quả rất lớn, hắn hiện giờ cách đệ nhị tầng một chút mà thôi, chỉ cần gia tăng tốc độ tu luyện thì sẽ có thể đột phá được bình cảnh. chương 10, Thần Bí Bình Tử Hàn lập chậm rãi bước ra khỏi thần thủ cốc, dọc theo con đường nhỏ trong núi, theo thói quen, bước thẳng về phía trước, lúc này thác nước từ xa đã mở ảo hiện ra. Hắn hiện tại cũng không có việc gì trọng yếu phải làm cả, mấy ngày hôm nay, cứ đến giờ này là hắn đi xuống chỗ trương thiết, chỉ là muốn xem xem trương thiết trong lúc luyện công, hắn nghe rằng nhách miệng trông thật buồn cười, quái dị. Tượng giáp công không phải là môn công phu mà người bình thường có thể luyện tập và chịu đựng được. Chỉ là mới luyện tầng thứ nhất mà đã phải chịu đựng hành hạ thế này, sau đến mấy tầng cao hơn, người luyện nó còn phải bị lột ra mấy lần nữa. Phỏng trừng trương thiết bây giờ sợ rằng đã có chút hối hận rồi. Sự bá đạo của tượng giáp công còn vượt quá mức tưởng tượng của đám tiểu hài đồng. Hàn lập vừa đi vừa suy tưởng, tuy nhiên hắn không chú ý đến đường đi lắm, tùy ý đạp lên lá khô và cành mục trên đường đợi thêm mấy ngày nữa, hai người sẽ hướng mặc đại phu cầu tình, cho Trương Thiết có thể thay đổi tu luyện môn công phu kia, để khỏi phải chịu đựng những đau khổ như bây giờ. Hàn Lập nghĩ đến đây, hắn tự mình thấy có thể giúp bằng hữu tìm ra con đường thoát khỏi khổ ải, tự mình cũng cảm thấy có chút phân chấn. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn cây cối ven đường, vào lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, hầu hết cây cối đã trở nên úa tàn, trên con đường nhỏ trải đầy một tầng lá rụng và những nhánh cây khô. Đi trên đường này cảm thấy xốp xốp, vô cùng không thoải mái. Lúc này, từ một đỉnh một ngọn núi cách đó không xa mơ hồ truyền lại tiếng binh khí va chạm, thỉnh thoảng còn lẫn vào một vài tiếng hoan hô cùng cổ vũ. Nghe thấy những thanh âm đó, Hàn Lập liền vọng đầu quan sát tòa đỉnh núi kia, tâm tình vừa mới tốt lên một chút giờ lại trở lên tồi tệ đi. Đó là các sư huynh giáo tập của Bách Đoán Đường, đang huấn luyện các sư đệ mới nhập môn cách chiến đấu có sử dụng vũ khí. Mỗi khi Hàn Lập chứng kiến những đồng môn của hắn tụ tập một chỗ, tiến hành luyện tập thực chiến, trong lòng có chút bất hảo tư vị, Chính hắn cũng muốn được cầm lấy thanh đao, chân thật múa lấy một vài cái. Đáng tiếc chính là, cũng không biết vì sao, từ khi chính thức bái nhập Mặc Đại Phu môn hạ, Mặc Đại Phu liền cấm hắn tiếp xúc với những thứ này, càng không đồng ý hắn cho hắn đi theo các vị giáo tập học nhưng môn võ công khác. Lão nói những việc đó sẽ cản trở tiến độ luyện bộ khẩu quyết kia của hắn. Do vậy, Hàn Lập chỉ có thể đứng đó mà đố kỵ, thỉnh thoảng ở những chỗ kín đáo, từ những đồng môn hắn giao hảo tốt mà mượn được vài kiện binh khí múa qua múa lại một lúc để giải tỏa cơn thèm khát. Thật là, mình tu luyện bộ khẩu quyết này thì có tác dụng gì tốt cơ chứ? Cho đến giờ, đến chính mình cũng không nhìn ra nó tốt ở điểm nào. Nhưng đệ tử nhập môn khác đều là thân thủ càng ngày càng trở nên lợi hại, phó công một ngày đi ngàn dặm, mà mình thì so với trước dậm chân tại chỗ, căn bản nhìn chẳng thấy có một chút biến hóa nào cả. Đến ngay cả trường thiết mới tu luyện tượng giáp công mới 2 tháng mà ra thịt trở nên dày chắc không ai đánh nổi, mà lực khí cũng trở nên bền bỉ so với trước rất nhiều nhưng chính là, nếu không được mặc đại phu thu làm môn hạ, căn bản chính hắn không có khả năng vượt qua kỳ trắc thí ký danh đệ tử hai tháng trước chứ đừng nói là được ở lại trên núi, có thể kiếm thêm ít tiền cho cha mẹ hắn. Vậy khỏi học vậy, không thể học được những thứ khác, vậy thì không học vậy. Hàn Lập một bên thì ôm đầy bụng bão oán, một bên thì tự an ủi lấy chính mình. Hàn Lập thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía xa, trong đầu thì tự nhủ thầm, nhưng tinh thần hắn càng uể oải hơn, hắn nhìn hai bên đường với ánh mắt vô thần chính hắn cũng không biết là lúc này hắn đang nhìn cái gì nữa. Đột nhiên, Hàn Lập vội hít lấy một ngụm lương khí, thần tình đột nhiên trở lên quái lạ, gần như ngay lập tức, cái miệng của hắn ngoác ra đến tận mang tai. Theo phản xạ, hắn gập người xuống, dùng song thủ ôm chặt lấy ngón cái bàn chân phải, sau đó đau đớn ngã vật ra trên cỏ, loại đau đớn đột khởi như vậy, chỉ một lần đã làm Hàn Lập đau đến không chịu nổi, sắc mặt hắn trở lên trắng bệch, một cỗ đau đớn kịch liệt từng cơn từng cơn từ ngón cái truyền lên đầu hắn xem ra có lẽ ở đây có một cái gì đó phi thường cứng bị lá cây phủ kín bên trên hàn lập cong người đứng dậy dùng hai tay ôm lấy cổ chân một mặt hạ ý thức vết thương nằm dưới lớp phải của chiếc giày hắn lấy sức thổi thổi mấy hơi lên bề mặt vết thương một mặt trong lòng hắn đang âm thầm lo lắng không biết có phải ngón chân cái của mình đã thụ thương rất nặng không ngón chân cái bây giờ huyết ứ lại khiến cho hắn đi lại khó khăn qua một lúc lâu hàn lập mới nhịn được cơn đau hắn giơ cao cổ chân lên ánh mắt dò xét khu vực đầy lá cây phía dưới, tưởng muốn tìm ra đầu sỏ gây ra vết thương của mình. Trên mặt đất bốn phía đều là lá cây mang sắc thái tiêu điều màu vàng héo úa, hắn căn bản là không tìm ra được mục tiêu trong đám lá cây loạn thất bát tao này. Hàn lập nhíu nhíu mày, lấy tay của quảng trên mặt đất, vớ lấy được một cành cây tương đối thô lớn, liền chống chân cẩn thận đứng lên. Sau đó do không cam lòng, dùng nhánh cây trong tay, phẩy phẩy lá cây ra xung quanh. Di, một vật to bằng đầu nắm tay bị nhánh cây khều ra, hàn lập cẩn thận đánh giá nguyên hung gây ra thương tích ở chân mình là một vật phẩm dài hình dạng cái bình trên bề mặt cái bình này bám đầy bùn đất hoàn toàn biến thành màu đất xám không nhìn ra nổi màu xanh ban đầu của nó lúc đầu hàn lập cho rằng đây chỉ là một cái bình nho nhỏ thế nhưng khi hắn cầm cái bình lên thì phát hiện trọng lượng của nó không tương xứng mà nặng hơn so với hình dạng của nó do kim trúc chế thành sao chẳng trách cái đồ vật nhỏ thế này làm có thể làm cho chân mình trở nên đau nhức như vậy bất quá loại kim trúc cấu thành cái bình này thật sự hiếm gặp hàn lập bây giờ đối với cái bình có chút hứng thú liền quên mất cảm giác đau đớn ở chân đi hắn lấy tay bóc dần lớp bùn đất bên ngoài dần dần sắc thái nguyên trạng của cái bình lộ ra xanh biếc vô cùng dễ nhìn trên bề mặt bình còn có rất nhiều hoa văn trang trí đẹp đẽ được tô điểm bằng màu xanh lá cây ở cổ bình còn có một cái quai trông vô cùng tinh vi xảo diệu bên trong không biết chứa đựng cái gì nữa dùng tay đưa vật đó lên gần tai nhẹ nhàng lắc nhẹ cái bình cảm giác trong đó có cái gì sóng sánh trong đó. Hắn cho tay đặt lên lắp bình, dùng sức vặn vặn, nhưng không thấy cái lắp động đậy. Hàn lập trong lòng càng cảm thấy hiếu kỳ hơn, đang định làm lại thì đột nhiên, từ dưới chân truyền lên cảm giác đau kịch liệt. Hỏng rồi, mình thế nào lại quên mất, lúc nãy chân mình đá phải vật đó, giờ tạo thành hậu quả vô cùng tệ. Xem lại vết thương của mình, xem ra không thể tới chỗ trương thiết được rồi, xem ra nên về trước chỗ ở, tìm kiếm ít thương dược, sau đó tìm hiểu cái bình ngoài ý muốn nhặt được này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vì đề phòng bị người khác nhìn thấy, cũng không hiềm vật ấy qua bụi bẩn liền bỏ ngay cái bình vào trong ngực, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó hắn chậm rãi quay về. chương 11, Bình Nan Khai Hàn Lập trên đường trở về không có chạm chán bao nhiêu người, chỉ có mấy sư huynh qua đường thấy hắn đi khập khả khập khánh thì có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì với hắn, xem ra không ai chú ý nhiều lắm đến một tên tiểu sư đệ như hắn cả. Trở lại nơi ở của chính mình, đau đớn trên chân trở nên dữ hơn. Hàn Lập nhanh chóng ngồi lên trên mép giường, nhẹ nhàng tháo giày và vớ kiểm tra thương thế. Chỗ sưng lên thật là khó chịu a, à. ngón chân cái đã sưng vù, ra ở vết thương sưng vừa hồng vừa sáng, giống như quả ớt cay lớn đỏ bừng. Hàn Lập vội vàng đưa tay đến cái gối gỗ trên giường, từ dưới gối gỗ móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đây chính là thuốc trị ngoại thương do Mạc Đại Phu tỉ mỉ điều chế, đối với việc máu không lưu thông, sưng nề, thậm chí chảy máu đều có hiệu quả kỳ diệu. Cái này là hắn không dễ dàng lấy được từ mặc đại phu nọ, vốn chuẩn bị cấp cho trương thiết phòng bị sẵn khi tu luyện tượng giáp công cực khổ bị ngoại thương dùng, không nghĩ tới ngược lại chính mình lại dùng trước. Nắp bình vừa mở ra, một làn hương thơm của thuốc tràn ngập cả căn phòng, nhẹ nhàng bôi thuốc lên trên ngón chân bị sưng vù, một loại cảm giác thanh lương lập tức xuất hiện, không hổ là bí chế thuốc trị thương của mặc đại phu, lập tức thấy hiệu quả. kỹ thuật của mặc đại phục thật không cần bàn cãi, hàn lập lại tìm kiếm một tấm vải sạch sẽ, bó lại ngón chân bị thương, lúc này mới mặc dày và vớ vào. Ân, hoàn hảo, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều. Hắn trở lại đi vài bước nhỏ một cách chậm rãi. Bản thân khá hài lòng với phương pháp xử lý vết thương nhanh chóng của mình. Hiện tại là lúc nên tìm hiểu cái bình thần bí kia. Nó là nguyên hung làm chính mình bị thương. Hàn lập từ trong lòng lấy ra cái bình kia, lại tìm cái rẻ rách đem trà sát sạch sẽ. Lúc này hình dạng của cái bình mới hiện ra trước mắt hắn. Thể tích của cái bình này không lớn, dùng một bàn tay là có thể cầm toàn bộ nó so với bình thuốc của mình ở trên còn nhỏ hơn mấy phân. Bình toàn thân đều là một loại màu xanh nhàn nhạt, nhạt, tại trên bề mặt bình có khắc mấy cái hoa văn màu xanh biếc, hoa văn hình dạng như phiến lá, nhìn rất sống động. Sờ vào có một loại cảm giác giống như trực tiếp sờ vào phiến lá thực sự. Dùng tay ước đoán trọng lượng của nó, rất nhanh trầm xuống. Hàn lập biết vật này rõ ràng không phải là kim trúc chế thành, đổi lại cũng không phải là một loại đồ sứ mà hắn biết. Lấy tay sờ tới, không có cảm giác lạnh lẽo của kim trúc cũng không có kiểu mặt ngoài bóng loáng của đồ sứ. Hàn Lập cẩn thận quan sát kỹ một hồi mới nhận định rằng bình này là do một loại tài chất nào đó tạo thành, loại này thoạt nhìn cũng là một loại màu sắc thiên nhiên, nhưng màu sắc đồng nhất, không giống như sau này đã bị nhuộm qua. Thấy nắp bình được niêm phong rất chắc chắn, Hàn Lập quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, lập tức cầm lấy bình để mở ra, xem bên trong rút cuộc có cái gì. Lại một lần nữa cánh tay cầm lấy nắp bình, dùng sức vặn ra. Một, hai, ba, nắp bình cùng thân bình giống như cùng một thể đúc thành vẫn như cũ nắp bình không mảy may có dấu hiệu khai thông hàn lập lấy làm kinh hãi lúc nhặt được bình tử tự mình không có khả năng vặn ra nhưng lúc ấy thương thế đã lấy hết khí lực cũng không để tâm tới vốn tưởng rằng bây giờ có thể dùng toàn bộ lực đạo mở nó ra là một việc dễ dàng không tưởng rằng vẫn không được hàn lập liên tiếp thử vài lần cánh tay đã đau ê ẩm nhưng vẫn không có thành công liền ngừng lại hắn vung cánh tay của mình Hoạt động cổ tay, vừa rồi cố gắng quá mức đã có chút tác động vết thương. Cầm cái bình lấy được, lại một lần nữa soi xét, kiểm tra tỉ mỉ. Đáng tiếc, không có phát hiện cơ quan nhỏ nào ẩn mật tại trên mặt bình. Điều này làm Hàn Lập buồn bã, không mở nắp bình làm sao biết bên trong bình có cái gì. Lại nói cái bình này kỳ lạ như thế, dấu niêm phong rất chặt, dám chắc là một đồ vật rất quý. Hàn Lập lấy tay nắm chặt cái bình một cách tham lam, nhìn nó ngẩn người một trận cuối cùng quyết định Trương Thiết với khí lực lớn hơn mình thử xem. Phải biết rằng Trương Thiết bây giờ hai tay có khả năng nhấc tới hơn 10 thùng nước mà vẫn bước nhanh như bay lên xuống núi. Hiện tại trong cốc có một cái chum đựng nước to, Trương Thiết mỗi ngày đều dùng nó để tập luyện. Quyết định nghiêm túc, Hàn Lập đi tới phòng của Trương Thiết, trong lòng hy vọng hắn nhanh trở về một chút. Tư vị chờ đợi thật không dễ chịu chút nào, Hàn Lập cảm giác được thời gian trôi qua quá chậm, qua một đoạn thời gian dài hắn mới nghe được thanh âm rát chi của Trương Thiết khi đẩy cửa vào nhà ngẩng đầu lên, Hàn Lập thấy Trương Thiết mặc áo bố sam mỏng, cả người từ trên xuống dưới ẩn ẩn ước ước luồng nhiệt khí bốc lên, đầu đầy mồ hôi đi đến. Hàn Lập biết là hắn vừa mới luyện công xong, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Thiết vừa thấy Hàn Lập ở trong phòng mình, hắn sừng sốt, không đợi hắn kịp mở miệng nói chuyện, Hàn Lập đích thị đã suốt ruột, lập tức cầm cái bình tới trước mặt hắn. Trương ca, giúp ta mở gấp cái bình này được không? Cái này ở đâu tới? Hình dáng rất đẹp mắt, Trương Thiết sừng sốt một chút rồi tiếp nhận cái bình. Tư, 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 quái, đồ vật này cũng thật sự đủ cứng, khá khó để vặn nó ra. Rốt cuộc là từ cái gì chế thành, Trương Thiết cũng không nói nhảm, hai tay lại dụng lực nhưng vẫn không thể mở được nắp bình. Không được, ta vặn không ra, người tìm sư huynh khác thử xem sao. Trương Thiết nhìn Hàn Lập lắc đầu có ý xin lỗi, ném cái bình trở lại cho hắn và đưa ra đề nghị trên. Người cũng không được sao, Hàn Lập có điểm nóng này, không thể kiềm chế đi lại xung quanh trong phòng. Ai ra, chân người thế nào vậy? Trương Thiết đã phát hiện ra Hàn Lập đi lại có chút không thuận tiện. Mọi thứ ổn cả, chỉ là đang đi thì vấp phải hòn đá Hàn Lập cũng không biết tại sao lại không muốn nói cho Trương Thiết biết sự thật về chuyện cái bình. Có lẽ chỉ là tiềm thức, chuyện có liên quan đến cái bình trở thành một bí mật nhỏ của chính mình. Hàn Lập bây giờ trong lòng rất thất vọng, cũng không có tinh thần để nói chuyện với Trương Thiết, hỏi tiến độ luyện công của Trương Thiết sau đó liền rời đi khỏi phòng chuẩn bị quay trở về chính tự mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề về cái bình. Trở về phòng nhỏ của mình, Hàn Lập đặt cái bình lên trên mặt bàn, tự mình ngồi một bên rồi dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào nó, đồng thời đại não chuyển động rất nhanh, cố gắng nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giải quyết vấn đề. Chương 12, đập bình tử. Bang, Hàn Lập nắm chặt hai tay, đem một quyền hung hăng đánh vào mặt bàn. Dùng công cụ đem cái bình đập bể ra. Đây là Hàn Lập sau khi suy đi nghĩ lại mới đưa ra quyết định này sử dụng phương pháp bạo lực để mở cái bình đã được hắn nghĩ đến từ sớm nhưng đây không phải là biện pháp tốt nhất cách làm này mặc dù đơn giản và rõ ràng lại trực tiếp tiện lợi sử dụng nhưng vừa nghĩ đến cái bình xinh đẹp kỳ lạ như thế cũng sẽ không có phương pháp nào có thể bảo trì nguyên trạng hoàn toàn không tổn hại hàn lập cảm thấy trong lòng thương tiếc thập phần không tình nguyện nếu như còn có biện pháp khác mở nó ra hàn lập dù nói cái gì đi nữa cũng sẽ không sử dụng phương pháp thô bạo như thế nếu hắn kêu sư huynh giúp đỡ, có lẽ có khả năng mở bình tử, nhưng tận đáy lòng Hàn Lập sớm đã bất chi bất giác đem nó trở thành bảo vật của chính mình, vạn phần không muốn để cho ngoại nhân biết. Hơn nữa, trên núi mỗi người đều có khả năng là chủ nhân của vật bị mất này, nếu biết bình tử ở tại chỗ mình, không phải là muốn thu hồi sao? Cái bình nhỏ đúng là xinh đẹp, thú vị, hắn bây giờ vạn lần không nỡ trả nó về. Hàn Lập bây giờ đã bị thần bí vật phẩm trong bình làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn mặc dù biết có lẽ đây chỉ là cái bình không, nhưng hắn vẫn nguyện ý đánh bạc một phen, đánh bạc với đồ vật bên trong, chắc chắn so với thân bình sẽ thú vị hơn. Càng nghĩ như vậy, Hàn Lập trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Hắn nếu như không giải khai được sự nghi ngờ chứa trong bình, thì hắn buổi tối không thể ngủ ngon được. Chủ ý đã định, Hàn Lập len lén chuồn tới phòng chứa tạp vật ở trong cốc, từ trong đống công cụ lấy ra một cái tiểu thiết trùy tương đối nặng, mang nó trở về phòng mình. Trở về phòng mình, hắn từ trong góc phòng tìm ra một nửa viên gạch cứng rắn bị bỏ đi, lại hai bên trong phòng có một chỗ đất chúng tương đối bằng phẳng, đem viên gạch đặt ngay ngắn tại chỗ này, lại đem bình từ gác nằm ngang một cách vững vàng trên viên gạch. Tay phải Hàn Lập giơ tiểu thiết chùy lên hơi cao, tại không trung dừng lại một chút, sau đó quyết đoán đập vào bộ phận lồi ra của bình bụng bình. Băng, bởi vì sợ dùng lực quá mạnh sẽ phá hư vật chứa trong bình cho nên lần đầu tiên đích thị chỉ đập nhẹ nhẹ vào mặt trên, dò xét một chút độ cứng rắn của nó. Chứng kiến không có một vết xước nào xuất hiện, Hàn Lập trong lòng yên tâm, xem ra có thể dụng khí lực lớn một chút để đập bể bình. Băng, 5 phần công lực, băng, 7 phần công lực, băng, 10 phần công lực, băng 12 phần công lực. Hàn Lập sử dụng khí lực càng lúc càng mạnh hơn, cánh tay vung lên càng lúc càng quá mức, thiết trùy hạ xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Thậm chí cú đập cuối cùng, làm cho nửa thân bình ngập vào trong viên gạch, nhưng toàn thân bình vẫn bảo trì hoàn chỉnh, một chút mảy may dấu hiệu bị đập bể cũng không có. Hàn Lập sợ ngây người, vẫn không dám tin, lấy tay sờ sờ chỗ bị thiết chủy đập, không có một vết xước nào lưu lại trên bề mặt, vẫn óng ánh xanh biếc, khắp mặt bình vẫn sáng bóng. Việc này đúng là ngoài ý liệu của Hàn Lập, Hàn Lập lúc này mới chính thức khẳng định chắc chắn, tiểu bình tử này tuyệt đối không phải là đồ vật tầm thường, quyết không phải là bị người cố ý bỏ đi, tám chín phần là người chủ không cẩn thận làm mất. Hiện tại nói không chừng người mất tại trên núi tìm kiếm vật này, nếu muốn giữ nó nhất định phải cất giấu kỹ. Không thể cho ngoại nhân nhìn thấy cái bình này. Trong mắt Hàn Lập, chỉ cần chính mình không phải chủ động lén trộm đi, từ trên mặt đất nhặt được đương nhiên là sở hữu của chính mình. Nếu là một vật bình thường, có lẽ hắn sẽ trả lại cho người chủ, nhưng bình tử này thần bí như thế, có thể là của phú gia đệ tử hoặc giả là người có địa vị, thân phận ở trên núi, mà Hàn Lập đối với hai loại người này đều không có ấn tượng tốt. Hàn Lập từ nhỏ đã rất cực khổ, mọi người trong nhà cả ngày đều rất bận rộn, cũng thường thường không đủ cơm để ăn. Tại trong thất huyền môn, hắn thường thấy một loại người phung phí tiền bạc, ăn uống xa xỉ, dùng tiền không sợ hao tốn. Mỗi lúc như thế này, Hàn Lập thấy tâm lý không thể nào thoải mái. Hơn nữa các phú gia đệ tử này thường bài xích, xem thường các đệ tử đến từ những địa phương nghèo đói, thường xuyên dùng ngôn ngữ chế nhạo, vũ nhục kẻ khác, thậm chí giữa hai bên còn có mấy lần xung đột nhỏ nhỏ, khi đó giữa bọn hài đồng cũng vài lần đánh nhau hội đồng. Hàn Lập cũng tham gia đánh nhau một lần, chỉ tiếc chính là hắn bị bọn phú gia đệ tử võ công khá hơn đánh cho mặt mày méo mó tội nghiệp, không thể xuất môn gặp người. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục bình thường, về phần những người trên núi có chút thân phận cũng không để lại cho Hàn Lập ấn tượng tốt. Từ Vương Hộ Pháp bỏ túi tiền bạc hối lộ của Tam Thúc, đến Vũ Nham dựa hơi quyền thế của Mã Phó môn chủ mà trực tiếp tiến nhập thất tuyệt đường. Mặc dù không thấy bao nhiêu đại nhân vật trên núi, nhưng hình tượng cái loại đại nhân vật trong mắt của tiểu hài tử lúc trước đích vĩ đại, giờ cũng đã vỡ tan không sai biệt lắm đối với hai loại người bỏ đi này hàn lập hoàn toàn không muốn nghĩ tới còn muốn chơi khăm chúng nghĩ tới đây hàn lập lập tức từ trên cổ chính mình lấy ra một cái túi da cái túi da này khi hắn rời nhà đi hàn mẫu cố ý dụng một tấm da thú may cho hắn có khả năng không bị thấm nước lại cấp cho hắn một cái bùa bình an dùng răng giã chư chế thành hy vọng có thể bảo hữu hắn bình bình an an vô bệnh vô tai hàn lập mở cái túi da ra, ra một ít đem cái bình cùng bùa bình an để cùng nhau rồi buộc chặt lại tiếp theo lại đem túi đeo trở lại trên cổ. Sau khi làm xong hết thảy việc này, hắn hướng xung quanh nhìn một chút, không có ai. Hắn mới ướn thẳng ngực lên, vỗ vỗ một chút lên chỗ nhô ra của cái túi trên ngực mình, hiểu được chỗ này sẽ không làm người khác chú ý. Lúc này hắn mới tự mình cảm giác được tâm lý tin tưởng hơn nhiều, sợ lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cái bình sẽ bị người chủ tìm được, thu hồi về. Hàn lập bí mật đem thiết trụy để trở về chỗ cũ, làm bộ dáng như không có chuyện gì, tại thần thủ cốc chậm rãi, Nhàn nhã đi dạo trong chốc lát, cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, mới đem theo cái chân bị thương trở về bên trong phòng. Chương 13, dị tượng khởi. Bởi vì biết Hàn Lập trên chân bị thương, Trương Thiết tự mình đem thức ăn tới tận phòng hắn, chuẩn bị cùng hắn dùng cơm. Hàn Lập nhìn căn phòng bề bộn của hắn, một hồi đem một cái ghế đến, một hồi lại đem thêm cái bàn, lay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng đã có thể ăn cơm được, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng càng thêm vài phần cảm động. Hai người ngồi bên bàn vừa cùng trò chuyện với nhau vừa nhai thức ăn trong miệng thỉnh thoảng lại trao đổi tâm đắc luyện công với đối phương vừa nói về tượng giáp công trương thiết bực đến trợn trắng cả mắt trương thiết hiện tại đối với tượng giáp công quả thực có chút căm ghét hắn mặc dù chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất nhưng đã bị mặc đại phu hành hạ kêu trời không thấu chẳng những suốt ngày xoa thuốc rất khó ngửi còn phải thỉnh thoảng lại bị mặc đại phu dùng gậy gỗ đánh nói là muốn rèn luyện gân cốt của hắn phương pháp luyện công thô bạo này làm cho hắn vào thời gian này mỗi ngày ban đêm đều không thể bình yên mà ngủ. Bởi vì cả người từ trên xuống dưới sưng vù, mỗi khi đụng vào giường gỗ, đau đến nỗi hắn nhe răng nhếch miệng. Đối với hắn mà nói, quả thật đúng là một cơn ác mộng. Mà đối với hàn lập luyện vô danh khẩu quyết, trương thiết lại trong lòng rất hâm mộ. Thấy mỗi ngày, chỉ cần giống như hòa thượng, ngồi xếp bằng niệm kinh là được, những lời này làm cho hàn lập nghe xong, cũng chỉ có thể không có lời gì để nói. Trương Thiết đối với tượng giáp công mấy tầng sau này cực kỳ sợ hãi, Hàn Lập cũng có thể lý giải được. Cho dù ai biết, sau này sẽ còn bị hành hạ hơn gấp mấy lần nữa, hắn cũng sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Trương Thiết có thể kiên trì đến bây giờ, không có bỏ trốn, đã làm cho Hàn Lập rất là sùng bái. Nếu như đổi lại là hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ không luyện cái loại võ công tự ngược đãi mình này, cho dù có thể làm cho hắn một đêm trở thành cao thủ nhất lưu, cũng có cái nhìn như vậy. Hai người nói chuyện, thời gian cơm chiều đã qua từ lâu, Trương Thiết vội vã thu thập các thứ trên bàn. Đứng dậy cáo từ, đi trước để hắn sớm đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vết thương ở chân. Hàn Lập đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó vội vàng trở lại trong phòng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chỉ để lại cái giếng trời để thở. Lúc này mới lấy cái bình từ trong túi ra, lại tiếp tục nghiên cứu. Hàn Lập dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi, lật qua lại một hồi, xem tới xem lui cũng không ra đầu mối gì, thì có chút phiền muộn. Hơn nữa trên chân còn có thương tích, tinh thần cũng có chút mệt mỏi trong bất chi bất giác, tay cầm cái bình nằm ở trên giường, mơ màng ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết là qua bao lâu, Hàn Lập đang say ngủ, đột nhiên cảm thấy một cảm giác lành lạnh, từ trên tay truyền tới. Hàn Lập dùng mình một cái, miễn cưỡng mở đôi mắt đang rít lại, mơ mơ màng màng nhìn lại trên tay mình xem có cái gì đang tác quái. Đột nhiên, hắn lập tức ngồi dậy, miệng mở thật to, ngay cả nước miếng cũng từ khóe miệng mà chảy ra, cũng không chú ý tới. Hắn cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa, Bị cảnh tượng trước mắt thu hút lấy. Một chùm ánh sáng trắng li ti mắt thường có thể thấy được, thông qua cái giếng trời trong phòng mà chiếu vào, tất cả đều tụ tập vào cái bình ở trong tay hắn, hình thành một chấm trắng nhỏ bằng hạt gạo, làm cho toàn bộ cái bình bị từng tầng tầng ánh sáng trắng bao quanh lấy. Ánh sáng trắng này phi thường nhu hòa, không chút chói mắt, mà cái loại cảm giác lạnh lẽo này chính là từ ánh sáng trắng nhàn nhạt này truyền đến. Hàn Lập nuốt một ngụm nước miếng lạnh lẽo, mới từ sự kinh ngạc mà tỉnh lại bỏ cái bình trong tay ra bản thân lăn qua một bên lẩn trốn cảnh giác quan sát một hồi phát hiện hình như không có gì nguy hiểm mới cẩn thận tiến lên lại ý anh sáng trắng bao vây quanh cái bình có vẻ xinh đẹp mê người vô song lại có vài phần sắc thái thần bí hàn lập do dự một chút dụng ngón tay khe khẽ đụng vào cái bình vài cái thấy không có phản ứng gì mới cẩn thận cầm lấy cái bình đem nó đặt lên trên bàn bản thân cũng ngồi ở bên cạnh hưng phấn quan sát kỳ cảnh mà mình trước giờ chưa bao giờ thấy Hàn lập mắt cũng không chấp, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng trắng bao quanh cái bình, rốt cục hắn cũng phát hiện trong đó có vài chỗ huyền bí. Cái bình này đang xuyên thấu qua bề mặt, đang không ngừng hấp thu ánh sáng trắng ở xung quanh. Không, không phải hấp thu, mà đang liều mạng tìm đường chui vào trong bình, cả đám đang tranh nhau, cứ như là vật thể sống vậy. Hàn lập có chút tò mò, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ so soạng. Lành lạnh, ngoại trừ cái này, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo tia sáng trắng, đang không ngừng từ trên giếng trời đi xuống, không có chút nào muốn dừng lại. Hàn lập nhìn cửa xung quanh đều đóng kín, lại nhìn lên giếng trời. Hắn linh cơ vừa động, liền nhẹ nhẹ đẩy cửa ra, đưa đầu ra ngoài xem xét xung quanh. Hoàn hảo, hiện tại đêm đã khuya, ngoại trừ tiếng côn trùng, bên ngoài rất tĩnh lặng, xung quanh không có một ai. Hàn lập rụt đầu trở về, xoay người cầm lấy cái bình, bỏ nó vào giỏ, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Chạy đến một nơi tĩnh lặng, chống trải không người lúc này mới ngừng lại dùng hai mắt nhìn ra bốn phía một phen xác định thật sự không có những người khác ở chỗ này mới cẩn thận đem cái bình ra ngoài rồi nhẹ nhàng để ở trên mặt đất nguyên xung quanh cái bình có ánh sáng sau khi bị nó bỏ vào trong giỏ đã biến mất vô ảnh vô tung nhưng hàn lập cũng không lo lắng quả nhiên qua một lúc từng đạo tia sáng còn nhiều hơn lúc trong phòng nhiều từ bốn phương tám hướng mà tụ tập lại tiếp theo hàng hà xa số điểm sáng trắng dây đặc hiện lên chung quanh cái bình, hình thành một cái bổn ánh sáng thật lớn. chương 14, thần bí dịch, ngao, hàn lập dơ cao một cánh tay, nắm tay nắm chặt lại, hưng phấn kêu lên một tiếng. Lúc này, tính cách tiểu hài đồng trong hắn bộc lộ rõ ràng. Xem ra, giả thuyết của hắn là chính xác, đóng chặt cửa sổ lại thì sẽ làm trở ngại cái bình hấp thụ bạch quang, chỉ tại nơi thoáng đáng rộng rãi không bị che phủ. Khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của cái bình mở trở lên rõ rệt, vòng sáng quanh chiếc bình trở lên to và rực rỡ hơn. Tuy vậy hắn không biết những tia sáng này từ đâu mà đến. Cái bình hấp thu quang điểm thì có tác dụng gì, nhưng cự ly để khai mở mê đề này, xem chừng còn phải mất một thời gian dài. Hàn Lập biết rằng, mình càng mong muốn giải khai bí mật chiếc bình bí ẩn này thì trong lòng hắn càng trở lên hưng phấn. Cho đến tận khi hừng đông xuất hiện, quang mang vây quanh cái bình mới dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập một bên thì quan sát những biến hóa của cái bình, một bên thì lưu tâm quan sát, xem có bị người khác bắt gặp hay không. Hắn cúi người xuống nhặt chiếc bình lên, kiểm tra lại một chút. Vẫn như trước, không có một cái gì bất đồng cả, nắp bình vẫn đậy chặt cái bình, đánh cũng không mở ra được. Hàn Lập thất vọng, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm nữa, chỉ có thể bất tình nguyện thu chiếc bình lại. Hắn còn phải quay lại thạch thất, đà tọa luyện công. Trong mấy ngày kế tiếp, vào ban đêm trong tại một thời điểm cố định cái bình đều phát sinh dị tượng. Vô số quang ti giống như phi Nga phát hỏa bị cái bình hấp dẫn mà bay đến, sau đó biến thành một lượng lớn quang điểm, bị chiếc bình tham lam thôn phệ. Đến khi Hàn Lập tưởng rằng, loại hiện tượng này mỗi ngày đều phát sinh thì đến ngày thứ 8, chiếc bình đã xuất hiện biến hóa. Khi Hàn Lập đi tới chỗ cũ, mang chiếc bình ra để nó hấp thụ quang điểm, nhưng là hiện tượng này chỉ duy trì trong nửa khắc thì ngưng lại. Tiếp theo, hoa văn màu xanh trên thân bình đột nhiên phát ra quang mang xanh biếc, cũng tại mặt ngoài thân bình hiện ra một số văn tự hay phù hào gì đó màu vàng kim. Kỳ quái văn tự, phù hào này có kết cấu vô cùng mềm mại, bút hỏa kỳ lạ, hàm chứa trong đó một ít phong vị cổ xưa, tại bề mặt bình du động không ngừng. Loại hiện tượng này khác với lúc trước, chỉ hiện ra trong một sát na ngắn ngủi rồi biến mất. Chỉ là trên thân bình lúc này vẫn còn lưu giữ lại mấy ký tự, phù hào màu vàng kim mà thôi, tựa hồ chưa có chuyện gì phát sinh cả. Trải qua mấy ngày gần đây, chiếc bình luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ bí, Hàn Lập đối với những quái tượng này đã không còn có nhiều kinh hãi như lúc đầu nữa rồi. Cho nên khi trên chiếc bình lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này cũng không làm hắn trở nên quá ngạc nhiên nữa. Hắn cẩn thận cầm lấy cái bình, trong lòng hạ ý thức thử mở cái nắp bình ra. Rất nhẹ nhàng, không hề mất tí lực nào, cái bình cuối cùng cũng đã bị mở nắp. Không dám tin, Hàn Lập giật mình nhìn lại cái nắp bình ở trong tay mình. Cứ như vậy mà không mất tí lực nào, một điểm kỹ xảo cũng không cần tìm, tự dễ dàng đem cái mê đề mà mấy ngày nay hắn không thể giải quyết được nhẹ nhàng hóa giải ba. Đến khi Hàn Lập xác nhận, sự kiện diễn ra trước mắt là thật, bí mật của cái bình cuối cùng đã được giải khai ngay trước mắt mình, hắn cũng không nhẫn nhịn được kích động trong lòng nữa, cúi đầu ghé mắt nhìn vào trong bình. Bên trong bình, một giọt chất lỏng màu xanh biếc to bằng hạt đậu đang chậm rãi cổn động, làm cho thành bình biến thành một mảng xanh biếc. Đây là cái gì? Hàn Lập có chút thất vọng, chính mình mất rất nhiều sức lực vậy mà chỉ được một thứ vô dụng hắn chán nản đậy cái nắp bình lại cho cái bình vào trong túi chuyển thân quay về chỗ ở cảm giác hưng phấn kích động vừa mới xuất hiện bây giờ đã bay lên chín tầng mây mất rồi tuy rằng nắp bình đã được hắn mở ra nhưng kết quả đã không làm cho hắn hài lòng hàn lập chủ trương sau này nếu không có việc gì cần làm thì sẽ nghiên cứu bí mật lục dịch này sau nói không chừng nó sẽ cấp cho hắn một cái kinh hỉ nho nhỏ bây giờ việc hắn muốn làm nhất chính là về đánh một giấc ngon lành mấy ngày nay hắn mỗi tối để không có được ngủ yên lành cũng chính vì vậy mà hiệu suất luyện công của hắn bắt đầu chậm hẳn lại hơn nữa tinh thần hắn cũng có chút huệ oải làm cho mạc đại phu phải hỏi thăm từ lúc trở thành mạc đại phu thân truyền đệ tử hay sau khi đột phá tầng thứ nhất của bộ khẩu quyết hắn cảm thấy chính mình đã không còn động lực để tu luyện tiếp huống chi hiệu quả đem lại của việc tu luyện bộ khẩu quyết này không quá rõ ràng làm cho hắn không hài lòng cho lắm cho nên khó có thể khiến hắn dốc lòng tu luyện vì vậy mạc đại phu đã nghiêm khắc giáo huấn hắn một chập nhưng chính là vào thời gian tu luyện hắn vẫn mơ mơ màng màng một chút tinh thần cũng không có tình hình này đã khiến mạc đại phu điên lên cảm thấy có hay không mình đã thu nhầm người vừa nghĩ đến đây hàn lập trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất chính mình vốn không muốn như vậy nhưng thân thể hắn thật sự không có chịu nổi làm cho hàn lập không tưởng được chính là ngày thứ hai sau khi giác tỉnh, hắn một lần nữa đã chú tâm, toàn tâm toàn ý tu luyện, đầu nhập vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Nguyên nhân để hắn có những hành động như vậy, chính là do một câu nói của Mạc Đại Phu. Mỗi khi đề thăng tu luyện bộ khẩu quyết lên một tầng, ta tự mỗi tháng cấp thêm cho người bạc trắng một lượng gấp đôi lượng cũ. Mạc Đại Phu rốt cuộc nhìn ra khát vọng tiền tài của Hàn Lập. Từ điểm chết đó mà tìm ra biện pháp giải quyết, một câu nói đơn giản đã đem hắn buộc vào điên cuồng tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, Hàn Lập vì muốn đột phá tầng tiếp theo của bộ khẩu quyết này nên đã tu luyện liều mạng. Ngày nào cũng vậy, từ buổi sang đến giữa trưa, từ sau trưa đến tối muộn, ngày hai lần hắn tiến nhập thạch thất, đả tỏa tu luyện. Những ngày tiếp theo cứ thế diễn ra, khô khan, đơn điệu, mọi thứ khác đều bị hắn gạt ra sau hết cả. Mạc Đại Phu vì để hắn chuyên tâm tu hành đã không cho những sự tình bên ngoài ảnh hưởng đến hắn liền đem thần thủ cốc phong tỏa lại. Ngay cả việc khám chữa bệnh cũng tiến hành ở ngoài cốc việc ăn uống thương ngày thì phục vụ chu đáo, không để hắn phải bận tâm. Sự việc của cái bình, cứ như vậy dần dần bị hàn lập quăng vào một góc nào đó trong não. Thu đi, đông lại, xuân qua, hạ tới. Thoáng cái đã 4 năm thời gian trôi qua, Hàn Lập lúc này đã 14 tuổi rồi. Hắn trưởng thành một thiếu niên trầm mặc, kiên nghị với làn da ngăm đen đặc trưng của những thiếu niên xuất thân từ thôn giã. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nhận xét, giờ đây hắn so với những thiếu niên nông gia trong nông vụ không có gì khác nhau cả, hình dáng không gây sự chú ý, không anh Tuấn tiêu sái cũng không mang chút gì phong lưu. Chỉ là ngày nào cũng vậy, khi ở thạch thất, khi ở phòng của hắn, chỉ thỉnh thoảng hắn tới chỗ mặc đại phu tham tầm chút y tịch về y thuật, sau đó quay lại phòng của mình lần lượt xem các loại bất đồng thư tịch này. Cứ như vậy, toàn bộ sơn cốc như trở thành giang sơn của hắn. Đến lúc này, hắn cũng đã đạt tới tầng thứ ba của bộ khẩu quyết vô danh. chương 15, Tứ Niên Hậu Mạc Đại Phu đối với việc Hàn Lập đem toàn bộ thời gian để tu luyện cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng đối với tiến độ tu luyện bộ khẩu quyết đó lão cho rằng vẫn còn chậm. Những năm gần đây, bệnh của Mạc Đại Phu tựa hồ càng lúc càng trở lên nghiêm trọng. Ngày nào lão cũng ho, càng lúc càng nhiều, thời gian ho khan cũng trở lên dài hơn. Theo đó mà thân thể lão càng lúc càng lão hóa. Đối với tiến độ tu luyện của Hàn Lập thì lão càng lúc càng quan tâm. Từ cách lão đôn đốc thúc dục có thể nhìn ra tâm trạng lo lắng của lão mặc đại phu hẳn là vô cùng trọng thị hàn lập chẳng những án theo ước định lượng bạc phát cho hắn mỗi tháng có phần nhiều hơn mà ánh mắt bình thường của lão nhìn hàn lập cũng thập phần kỳ lạ giống như là đang nhìn một kiện hy thế chân bảo ái hộ vạn phần nhưng khi đặt đến tầng thứ ba của bộ khẩu quyết cảm quan của hàn lập trở nên vô cùng mẫn duệ hắn là trong lúc vô ý phát giác ra phía sau ánh mắt quan hoài còn ẩn chứa một tia tham lam làm cho hàn lập biết được chính ánh mắt này đã làm cho hắn cảm thấy bất an loại ánh mắt đó làm cho hàn lập thiếu điều dựng ngược tóc gáy hắn cảm thấy loại ánh mắt này của mạc đại phu dường như không phải là nhìn một cá thể sống mà là đang quan sát một kiện đồ vật điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu bản thân mình thì có cái gì mà để mạc đại phu thèm khát cơ chứ đương nhiên là không có gì rồi hắn tự cấp cho mình một câu trả lời chắc chắn hàn lập nhiều lúc còn cho rằng chính mình vì luyện công quá độ mà dẫn tới quá mẫn cảm ngấm ngầm nghĩ xấu cho mạc đại phu thật sự là có điểm vong ân phụ nghĩa nhưng là, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, tại đáy lòng hắn, vẫn còn tồn tại một tia đề phòng đối với mặc đại phu, hơn nữa, lòng đề phòng của hắn cứ theo thời gian mà tăng mạnh. Hiện tại xuất hiện một đại vấn đề trước mắt Hàn Lập, hắn lâm vào bình cảnh trong tu luyện, ngoài ra còn hơn thế nữa, trong những năm Hàn Lập tu luyện, một lượng lớn kỳ chân dược vật của mặc đại phu đã tiêu hao, đáng nhiên vô tồn. Rất rõ ràng, Hàn Lập cũng không phải cái gì đáng gọi là kỳ tài ngút trời, nếu không có dược vật hỗ trợ, sợ rằng tiến độ tu luyện của hắn đã sớm đình trệ điều này làm cho hàn lập mỗi khi đối diện với mạc đại phu cảm thấy rất xấu hổ mạc đại phu cơ hồ đem toàn bộ tâm huyết cùng gia sản đặt lên mình để cho mình có điều kiện tu luyện tốt nhất vậy mà chính mình lại không cách nào thỏa mãn được yêu cầu của lão điều này làm cho hàn lập hiểu được hắn rất khó đối mặt với mạc đại phu đối mặt với những câu hỏi đầy quan tâm mà rất kỳ quái cũng không biết tại sao dù mặc đại phu võ công rất cao cường nhưng cũng không cách nào biết được một cách rõ ràng tình huống tu luyện của Hàn lập, chỉ có thể từ mạch chung mà biết được một ít mà thôi. Cho nên trong mấy ngày gần đây, không biết được hàn lập đang lâm vào khốn cảnh. Cách đây không lâu, nội tâm hàn lập thấy bất an, rốt cuộc không nhịn được mà hướng mặc đại phu thành thật tường thuật lại tình hình tu luyện của chính mình. Mặc đại phu nghe được hàn lập hơn một năm nay không có tiến triển gì, da mặt già lão trở nên trắng bệch, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh, không bao giờ lộ ra biểu tình gì thì nay đã trở nên thập phần khó coi. Mạc Đại Phu không chút trách mắng hắn, chỉ nói cho hắn biết lão cần hạ sơn một đoạn thời gian, đi tìm kiếm một số dược tài mang về. Lão cũng để hàn lập ở lại trên núi để tu luyện, dặn hắn không nên buông lỏng tu luyện khẩu quyết. Hai ngày sau, Mạc Đại Phu mang theo hành lý cũng một ít công cụ hái thuốc một mình rời khỏi thất huyền môn. Sau khi lão đi, cả thần thủ cốc chỉ còn lại mình hàn lập. Một người khác là sư huynh kiêm hảo hữu trương thiết, tại hai năm trước, sau khi luyện thành tượng giáp công tầng thứ ba thì đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một phong thư cáo từ, nói muốn đi lịch lãm giang hồ, điều này khiến thất huyền môn nổi lên một trận sóng lớn. Sau lại nghe nói, là do mặc đại phu cầu tình, lúc này mới không làm liên lụy đến người tiến cử và gia đình trương thiết. Điều này làm Hàn Lập cảm thấy đột ngột, khó chịu trong mấy ngày tiếp theo. Sau ngẫm lại, ẩn ẩn phát hiện có cái gì đó rất không đúng, nhưng tuổi nhỏ nói ra không ai nghe, và cũng không một ai chất vấn hắn sự kiện này sao lắng dần xuống sau này hàn lập lại suy đoán có lẽ do trương thiết sợ những đau đớn khi tu luyện tầng thứ tư tượng giáp công nên mới len lén trốn đi tu luyện trong cốc mấy ngày thấy hiệu quả đến một điểm cũng không có thêm mà sẵn tính hiếu động của trẻ con hắn liền ra khỏi thần thủ cốc nhàn nhã dạo trong thải hà sơn đi trên con đường sơn đạo vừa có phần quen thuộc vừa có phần xa lạ này hàn lập trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái mấy năm gần đây vì luyện công, Hàn Lập gần như chỉ đả tỏa tại thạch thất, không có ra khỏi sơn cốc lần nào. Xem chừng, những đồng môn khác bên ngoài đã sớm đem Hàn Lập vị huynh đệ này quên biệt luôn. Trên đường đi, gặp một số tuần sơn đệ tử, nhìn thấy hắn tuy mặc trang phục nội đệ tử nhưng khuôn mặt lại xa lạ, nên đều cảnh giác tiến lại hỏi hắn. Làm cho Hàn Lập phải mất một phen khổ khổ giải thích mới có thể thoát thân. Vì để tránh những phiền phức không đáng có này, Hàn Lập liền chỉ theo con đường nhỏ mà đi, hướng đến nơi tĩnh lặng, tránh cho bị nhiều người ân cần hỏi thăm. Quả nhiên, dọc đường đi, cũng không có lấy một người làm phiền hắn, làm cho hắn càng đi càng xa, tiêu giao thoải mái. Nhìn những cảnh đẹp khác nhau trong sơn cốc, nghe tiếng hót líu díu của các loài chim, trong nhất thời, những phiền lão của Hàn lập tức khác tiêu tan, biến mất không để lại một tí dấu vết nào. Đột nhiên, một trận binh khí đánh nhau, đông đảo thanh âm cổ vũ, mắng chửi, trợ uy từ một chỗ kín đáo, bí mật nằm trên vách núi loáng thoáng truyền tới một chỗ hẻo lánh như vậy mà sao lại có nhiều người tụ tập. Lại còn có tiếng vang, lòng hiếu kỳ của Hàn Lập nổi lên, cũng không hề sợ hãi có người hỏi, liên lần theo tiếng đanh nhau, đi tới vách núi phụ cận. Trường đấu thật to lớn, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, kinh hãi. Tại phía dưới sơn nhai bị cây cối che khuất hoàn toàn, ước chừng có hơn 100 người đang tụ tập tại nơi đó, nơi này không phải là một nơi rộng lớn, làm cho Hàn Lập cảm thấy nơi đây rất đông đúc, thậm chí tại phụ cận mấy cây đại thụ, cũng có mấy người đang trèo trên cây, đưa mắt vọng lại bên này quan sát. Ở giữa vòng người đông đảo, có hai, ba người đang rằng co, thần thái tràn ngập địch ý. Bên trái nhiều người hơn, tầm 11, 12 người. Bên phải ít hơn, chỉ có khoảng 6, 7 người. Hàn Lập phát hiện, trong những kẻ đứng đó, bất quản là đứng ngoài vòng vây hay đang bị vây, niên kỷ của bọn họ là tương đối tương đồng, đều chỉ tầm mười mấy tuổi mà thôi. Trên mặt Hàn Lập khẽ lộ ra nét cười, thật là xảo hợp a à. Trong đám đông đó, hắn dễ dàng nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Vạn Kim Bảo, trương Đại Lỗ, Mã Vân, Tôn Lập Tùng, Di. Vương Đại Bàn so với trước còn béo hơn, không hổ là con nhà đầu bếp, ăn nghỉ đều khỏe a. À. Còn người kia, là Lưu Thiết Đầu. Hắc hắc, trước kia cái chán vốn đen xì, vậy mà bây giờ cánh nhiên đã biến thành bạch kiểm. Hàn Lập tiến tới gần một thân cây, đối diện với những gương mặt quen thuộc kia, bắt đầu tiến hành điểm danh. chương 16 Tiểu Toán Bàn ở giữa hai phe, đang có hai gã tay không đang tỉ thí quyền cước. Một người thân hình mập mạp, nhưng hạ bàn bình ổn, quyền đấm, cước đá vô cùng có lực, đó chính là hảo hữu vương đại bàn của Hàn Lập. Vương đại bàn tuy có béo phì nhưng thân thủ lại không yếu, theo sau mỗi tiếng quát là một quyền đánh ra, kèm theo đó là âm thanh quyền phong, phải nói là trông rất uy phong lẫm lẫm. Người còn lại là một tên lùn, động tác mẫn tiệp như một con linh thử, hắn không có ngạnh tiếp nắm đấm của vương đại bàn, chỉ tránh né xa xa, Xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi vương đại bàn tổn hao khí lực, lúc đó mới tiến hành phản kích. Nhìn thấy hảo hữu ở phía trước động thủ tỉ thí võ công với người khác, Hàn Lập tâm lý tự nhiên phải đứng về phía bằng hữu. Xem một lúc, thấy vương đại bàn vẫn bảo trì thế tấn công mãnh liệt như lúc đầu, Hàn Lập tuy không có võ công gì cả nhưng hắn cũng biết trong nhất thời vương đại bàn không thể bại vong, liền phóng tâm mà quan sát. Hắn đi quanh quanh xem xét, muốn tìm người nào đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây nhìn thấy một cây lớn không xa bên cạnh có một khối đá lớn còn có một thiếu niên đứng ngoài quan sát đang hoa tay múa chân miệng thì luôn mồm hô đánh vào đầu nó đá vào mông nó đi ai nha thiếu chút chút điểm đúng đúng tóm lấy cổ hắn đi mạnh nữa nào tên thiếu niên này một bên mặt mày căng thẳng quan sát trận đấu một mặt thì luôn miệng nói nghe khẩu khí của hắn hình như là người bên phe của vương đại bàn hàn lập hiểu được người này có chút điểm hiểu biết chậm rãi từ trên cây leo xuống dưới, đi tới bên cạnh hắn. Vị sư huynh này, những người trong trường đấu này huynh đều nhận biết hết chứ. Bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy? Hàn Lập làm ra bộ dạng trung hậu nói, còn phải hỏi sao, ta tiểu toán bàn mà lại không biết ai sao, bọn họ đánh nhau đương nhiên là vì. Gì, ngươi là ai, ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? Mới nhập môn, không đúng, còn hơn nửa năm nữa tân đệ tử mới nhập môn, Người rốt cuộc là ai? người này có chút mê hồ trả lời hắn nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua hàn lập lập tức tỉnh táo ngay trở lại tại hạ hàn lập là bạn tốt của vị vương đại bàn đang đánh nhau ở kia hàn lập nghiêm trang trả lời là bạn tốt của vương đại bàn bằng hữu của hắn ta đều biết nhưng không hề biết ngươi a à. người này vẫn rất cảnh giác nga ta tại nhiều năm trước đã bế quan tu luyện một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc người không nhận ra ta cũng là điều bình thường hàn lập nửa giả nửa thật nói thật sao, người cũng là đệ tử nhập môn từ 4 năm trước, thật không thể tin được, sơn nội còn có người mà ta, vạn sự thông, không nhận thức được. Người này liếc nhìn quần áo của Hàn Lập, thoạt nhìn đã có vẻ tin tưởng những lời Hàn Lập nói. Người này cùng Hàn Lập sau khi nói chuyện qua lại vài câu, không nhịn được đã tự mình chủ động nói cho Hàn Lập biết nguyên do của chàng tỷ thí này. Vị sư đệ này, người là không biết, chuyện này cũng vốn là từ hồng nhan hỏa thủy mà ra, lúc đầu là. Tên tiểu toán bàn này, Thật không hổ tự xưng là vạn sự thông, hắn đem đầy đủ toàn bộ sự việc kể lại cho Hàn Lập nghe. Nguyên lai like chuyện này phải bắt đầu từ hai người mà nói. Một người được gọi là Vương Giảng, là đường đệ của Vương Đại Bàn, người còn lại được gọi là Trương Trường Quý, là con một lão bản của một tiền trang. Cả hai đều là đệ tử thất huyền môn, bất quá một người là ngoại môn đệ tử, còn kẻ kia là nội môn đệ tử. Hai người này vốn ở trong cùng chấn, nguyên hai người vốn không có bất đồng gì mà hết thảy đều là do một cô gái gây nên. Cô gái này là đến từ một chân khác, từ nhỏ đã được hứa gả cho vương dạng. Nhưng cách đây một đoạn thời gian, cô gái một lần xuất ngoại, trên đường về nhà bị Trương Công Tử nhìn chúng. Kết quả là Trương Công Tử dùng sức nặng của đồng tiền, chèn ép cô gái cùng cha mẹ nàng, cho nên xính lễ của vương dạng đã bị đem trả lại. Người con gái kia hiểm bẩn ái phú, đã cải hôn, làm cho gia đình vương dạng chịu đả kích rất lớn. Mà vương dạng đã sớm mê luyến cô gái kia, sau khi biết tin tức đã không còn thiết sống nữa, Cuối cùng do không có lối thoát, đã nhảy sông tự tử. Chuyện vốn chỉ đến đó, cũng coi là một tấn bi kịch đã rồi, hoàn toàn kết thúc. Nhưng là, Vương Đại Bàn từ nhỏ đã cùng đường đệ của hắn chơi thân thiết, nghe được chuyện này, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua, liền tìm tới Trương Trường Quý, muốn cùng hắn quyết đấu, người thua sẽ phải hướng kẻ thắng châm trà thi lễ, nhận tội. Trương Trường Quý mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng tự biết võ nghệ bản thân còn kém Vương Đại Bàn một chút, liền yêu cầu phải có bằng hữu của hắn tham gia. Trường đấu sẽ chia làm mấy trận, lấy tổng kết quả mà phân định thắng thua, Vương đại bản đáp ứng ngay lập tức. Tiếp theo, trường trường quý ỷ vào nhiều tiền bạc, dùng một lượng lớn bạc tìm kiếm hảo trợ thủ trong đám đồng môn phú gia đệ tử. Tuy Vương đại bản không có tiền nhưng trong môn phái hắn có rất nhiều mối quan hệ tốt, kết giao với rất nhiều người ở tầng lớp trung hạ tầng, cho nên cũng có rất nhiều người võ công không tệ tự nguyện hỗ trợ. Kết quả là, có rất nhiều đồng môn nghe được tin tức bọn tỷ thí, liền kéo đến theo dõi, trợ uy hình thành liên minh hai phía bây giờ tràn ngập địch ý, hỏa bạo cục diện. Từ trong khẩu khí của thiếu niên này, Hàn Lập nghe ra bây giờ phú gia đệ tử và chung, hạ tầng đệ tử mâu thuẫn bắt đầu mở rộng. Tỉ thí một thời gian, lượng người kéo đến quan sát trợ huy bỗng nhiều lên hẳn. Người cũng là người ủng hộ vương đại bàn ba, nếu bọn họ không tuân thủ quy củ, chúng ta sẽ đồng loạt lên, đánh cho bọn thiếu gia này tè ra quần. Phải làm cho bọn chúng không còn dám coi thường chúng ta nữa. Tên này từ đầu đến giờ, cái miệng luôn mồm nói, chưa ngừng lại một lúc nào hàn lập cười khổ một cái mâu thuẫn của hai bên cùng hắn thì có cái gì quan hệ cơ chứ chuyện này cũng rất khó nói ai không phải với ai bản thân mình sau mấy năm đả tọa luyện khí những xúc động nhiệt huyết lúc trước không biết vì sao đã biến mất không còn còn nữa bản thân mình cũng không có luyện qua quyền cước võ công hiện tại ngay cả một gã đồng môn phổ thông cũng không đánh nổi xem ra xem xong vụ luận võ này nên thành thật mà quay về sơn cốc thôi hảo a à, đột nhiên tên này mặt mũi trở nên vui mừng, quát to một tiếng. Hàn Lập vừa nghe xong, vội vàng quay đầu nhìn vào chàng đấu. Nguyên lai, tên đối thủ của Vương Đại Bàn cuối cùng cũng không thể tránh né được nắm đấm của Vương Đại Bàn, bị một quyền đánh trúng gáy, liền ngã xuống ngất đi. Liền đó, một bộ phận đám đông liền lớn tiếng kêu to hảo, còn bộ phận còn lại, mặt mũi trở lên rất khó nhìn. Vương Đại Bàn vẻ mặt đắc ý, tay nắm chặt lại, chạy quanh bốn hướng, sau đó lúc lắc cái mông, thoải mái quay trở về phía đồng bọn, lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngoan kính của hắn lúc tỷ thí. Bên trương trường quý liền đi ra hai gã, đem người ngất xỉu mang về phía bọn họ. Tiếp theo, song phương cử tiếp ra mỗi bên một người. Một người cầm đao, còn người kia cầm kiếm. Hai người này xem ra cũng là dạng người tính nóng, không cần nói một câu, liền múa vũ khí trong tay, đinh đinh đang đang xông vào nhau mà đánh chém. mười 17, Lệ Sư Huynh một chỉ thấy xung quanh hai người, đao quang kiếm ảnh loạn vũ, Hai thanh binh khí biến thành hai luồng hàn quang, thỉnh thoảng va chạm vào nhau, khó lòng phân cao thấp. Hàn Lập nhìn một hồi lâu, hắn không thể nhìn rõ được đường đao mũi kiếm nhưng cũng cảm giác được hai người đó đánh nhau phi thường đẹp mắt, cũng không nhìn ra đâu là cao chiêu, đâu là bại chiêu. Về phần ai chiếm thượng phong thì hắn càng không có khả năng nhìn ra được. Hàn sư đệ, không biết ngươi là theo vị sư thúc nào tu luyện, hiện nay đã xuất quan, công lực chắc đại tiến đúng không? Tiểu toán bàn rốt cuộc đã không nhịn được nữa mở miệng cung kính hỏi sư thừa Hàn Lập. "Cần phải biết, mỗi một nội môn đệ tử thất huyền môn đều giống nhau, phải trải qua 2 năm huấn luyện ở Bách Đoán Đường sau đó được phân chia đầu nhập các vị trưởng bối khác trong môn phái để bái sư, học tập những môn võ công cao thâm hơn. Sau khi xuất sư, nhưng đệ tử này mới có thể nhậm chức vụ cụ thể trong bản môn. Đương nhiên đây chỉ là con đường xuất sư của những đệ tử bình thường, nếu như trong kỳ thi nhập môn có những biểu hiện kiệt xuất thì cũng không cần qua 2 năm cơ sở huấn luyện mà trực tiếp tiến nhập thất viện đường." có thể được vị môn chủ nào đó thu làm nhập thất đệ tử, truyền thụ môn nội tuyệt kỹ, có thể nói là ngư khiêu long môn, một bước lên trời. Tại hai năm huấn luyện cơ sở, những người có biểu hiện đột xuất, cũng có hy vọng được một số vị trưởng lão, đường chủ, cung phụng xem trọng, được thu làm môn hạ thân truyền đệ tử. Những đệ tử này tiền đồ thì không thể so sánh với đệ tử của môn chủ, nhưng so với những đệ tử phổ thông thì được trọng dụng hơn rất nhiều. Tiểu toán bàn nghe Hàn Lập vừa mới xuất quan, hơn nữa từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp mặt qua người này, tự nhiên nghĩ tới có thể là đệ tử của một vi đại nhân nào đó trong môn nội do đó mà cung kính hỏi thăm hàn lập nghĩ muốn tiến tới làm thân ta vài năm trước bị một vị cung phụng nhìn chúng được thu làm đệ tử còn cụ thể danh quý vị cung phụng kia ta không thể nhắc tới danh quý của lão nhân ra hàn lập nói rất rõ ràng ý tứ của hắn nhưng trên mặt giả bộ ngại ngùng chỉ là trong ánh mắt có mang theo vài phần kiêu ngạo thật sao hàn sư huynh thật là may mắn a à, sau này địa vị của huynh trong nội môn nhất định sẽ rất cao a à tiền đồ viễn đại, hy vọng nếu có cơ hội, sư huynh có thể đề cử đệ được không? Tiểu toán bàn nghe được Hàn Lập không muốn thổ lộ tên sư phụ, cũng không để ý, dù sao thì bất cứ vị cung phụng nào cũng cường hơn sư phụ hắn, cho nên giọng nói lập tức thay đổi. Hàn sư huynh, vừa nhìn tự không phải là loại chịu tù túng trong ao, sớm sẽ có ngày thành đạt, tiền đồ vô lượng. Hắn tiếp tục nịnh nọt, người này bộ dạng cao, đen, vẻ mặt bình thường, thế nào mà lại được cung phụng thu làm môn hạ đệ tử, bản thân mình lanh lợi, thế nào mà không có một vị đại nhân nào muốn a à? tiểu toán bàn trong lòng âm thầm nghĩ nhưng ánh mắt trên mặt lại trở nên cung kính đối với hàn lập hàn lập nghe khẩu khí của hắn bỗng nhiên đại biến mình đang từ hàn sư đệ bỗng nhiên biến thành hàn sư huynh tâm lý bỗng thấy có chút buồn cười bất quá trong lòng hàn lập cũng không có chút ý tứ xem thường hắn phải biết rằng su viêm phụ thế sao vốn là bản năng của con người ai mà chẳng muốn có thêm một chút điểm tốt càng không muốn nói người này từ tên gọi đã có thể biết được hắn là người tính toán biết lấy phần hơn từ người khác. Bất quá hắn sẽ thất vọng thôi, mình mặc dù là nói thật nhưng đệ tử cung phụng lại chỉ là cái hoa danh mà thôi, trong môn nội thất huyền môn, tùy tùy tiện tiện cũng có thể chỉ ra một đệ tử bất kỳ có thể đánh ngã mình. Hắn đem mình ra xem như là một cây đại thụ để nương tựa, xem ra là đã tìm nhầm người mất rồi. Hàn lập một mặt âm thầm cười khổ, một mặt thản nhiên nghe tiểu toán bàn nịnh nọt, trong miệng thỉnh thoảng tung hứng một vài câu cùng hắn. Hàn sư huynh võ công cao cường, nếu như có thể suốt chàng mà nói, nhất định có thể đánh cho địch nhân lạc hoa lưu thủy, nhất định có thể. Tiểu toán bàn một mặt nói không dứt lời, một mặt vẫn chú tâm quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lập. Di, thật kỳ quái, đệ tử của cung phụng đáng ra thân thủ, nội công phải không kém, nhưng sao chính mình lại không nhìn ra nông cạn của người này, huyệt thái dương của người này một chút cũng không hề nhô ra, trong mắt không có tinh quang hiển lộ, nhìn thế nào cũng giống một người không có võ công A. À. Tiểu toán bàn càng quan sát, càng cảm thấy buồn bực. Đã phân thắng bại rồi, một câu nói của Hàn Lập loáng thoáng truyền tới, liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Tiểu toán bàn lấy làm kinh hãi, vội vàng chuyển ánh mắt trở lại trường đấu. Quả nhiên, người xử đao bỏ đao qua một bên, một cánh tay thì vết máu loang lổ, tay còn lại thì đang ôm lấy vết thương, khuôn mặt thì xanh mét, xem ra hắn thua mà không tâm phục khẩu phục. Việc này cũng không lấy làm quái lạ, hai người này võ công không tranh lệch, nhưng là vừa rồi là vì chúng kế đối thủ, nên mới sai một bước, để đối phương kích bại tiểu toán bàn xem đến đây sắc mặt hiện lên vẻ tiếc hật trong miệng cứ luôn mồm kêu đáng tiếc cuối cùng là làm sao có cái gì đáng tiếc hàn lập không nhìn ra cái gì đang diễn ra nhưng bên cạnh có người sẵn sàng giải thích nếu không hỏi thì có vẻ có lỗi với chính mình quá chàng tỷ thí này nếu người bên phe vương đại bàn thắng thì là thắng luôn ba chàng chàng đấu cuối cùng tựu không cần đấu nữa đáng tiếc là không có thắng a nga bất quá không sao hiện tại đã đến chàng đấu cuối cùng rồi người phe vương đại bàn lần này là người được mệnh danh võ nghệ tối cao trong đám đệ tử, bôn lôi đao pháp trong tay cường mãnh vô bì, có thể toái thạch đoạn kim. Cáp cáp, có thể được xem lệ sư huynh đao pháp, xem ra ta cũng không uổng phí khi đến đây, bất luận phe trương trường quý phái ai ra ứng chiến trận này, chúng ta cũng nhất định chiến thắng. Tiểu toán bàn lúc đầu có chút huệ oải, nhưng sau bỗng hưng phấn hẳn lên, thoạt nhìn có thể thấy hắn đối với lệ sư huynh kia tràn đầy tin tưởng. Đến tràng đấu cuối cùng rồi sao? Hàn lập thuận miệng đáp lời, trong lòng thì đang suy nghĩ vị lệ sư huynh là ai a à? Là người mình không biết ư, lúc này, từ bên phía phe vương đại bàn đi ra một thiếu niên thần sắc lãnh khốc, thiếu niên này cầm trên tay một thanh đao hàn quang xạ ra từ phía, từng bước, từng bước tiến vào trung tâm chàng đấu, sau đó một lời cũng không nói, hai mắt nhắm nghiền lại. Lệ sư huynh, lệ sư huynh, lệ sư huynh, nhìn thấy vị thiếu niên này xuất tràng, mọi người bên ngoài trường đấu vẻ mặt đều hưng phấn, không hẹn mà đồng thời cùng nhau gọi tên người thiếu niên này, Tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia, âm sau cao hơn âm trước, tiếng hô chấn động tứ phương, mà lúc này thì cũng không còn phân biệt là phú gia đệ tử hay cùng gia đệ tử, lúc này cả hai bên đều cùng phát ra duy nhất âm thanh cổ vũ cho thiếu niên này mà thôi. Chương 18, Lệ sư huynh 2. Vị Lệ sư huynh này rất nổi danh phải không? Có lai lịch như thế nào? Hàn Lập có chút kinh ngạc, người ngay cả Lệ sư huynh cũng không biết, ta không phải là đã bế quan nhiều năm sao? Đúng, đúng, ta sẽ sao lại quên việc này nhỉ? trí nhớ của ta thật là không tốt lắm, biết được trong môn phái vẫn có người không nhận ra lệ sư huynh, vậy mà ta đem sự việc hàn lập sư huynh bế quan quên mất. Tiểu toán bàn chợt nhớ ra, vội vàng bồi tiếp, giảng cho ta những chuyện tốt của vị lệ sư huynh này được không? Hàn sư huynh, đương nhiên là có thể rồi. Sự tích của lệ sư huynh, chúng ta những thanh niên đệ tử đều biết rất rõ ràng. Tiểu toán bàn nhìn thấy bên trường trường quý đã phái ra đối thủ của lệ sư huynh, liền cùng hàn lập giảng giải về các truyền thuyết của vị lệ sư huynh này. Hàn Sư Huynh, không phải là tiểu toán bàn ta thổi phồng A, chuyện của lệ Sư Huynh, chẳng những chúng ta những đệ tử ở đây đều biết rõ ràng, mà tất cả các đệ tử đồng trang lứa khác trong bản môn cũng đều biết. Lúc đầu, hắn tinh thần trở nên tỉnh táo, bắt đầu nói cho Hàn Lập biết chuyện xưa của lệ Sư Huynh. Thần thái của hắn bắt đầu bay lên, giống như là thổ mặt hoành phi sao, nhìn giống như là đang kể lại sự tình của chủ nhân. Nghe tiểu toán bàn kể lại toàn bộ sự tích của lệ Sư Huynh, thật đúng là có vài phân truyền kỳ sắc thái. Vị lệ sư huynh này cũng thượng sơn từ 4 năm trước. Đương nhiên hắn và Hàn Lập không cùng một nhóm khảo hạch. Hắn lúc đó cũng không thể vượt qua nổi khảo hạch, cũng trở thành một gã ký danh đệ tử. Nhưng là tại nửa năm sau, trong kỳ trắc thí ký danh đệ tử, hắn chẳng những hoàn thành những hạng mục được đề ra ở vị trí hạng nhất, mà lúc tối hậu, hắn còn cùng mấy vị sư huynh đối kháng, miễn cưỡng vượt qua 30 chiêu. Kỷ lục này đã phá vỡ những kỷ lục trước của trong các kỳ thi dành cho ký danh đệ tử, khiêu dẫn tới sự chú ý của các đại nhân vật ở tầng lớp thượng tầng. Trải qua kiểm tra, kết quả khiến cho người ta phải kinh ngạc, căn cốt lệ sư huynh cũng chỉ như những người bình thường, tiềm lực hữu hạn. Kết quả làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc, cho nên cũng không có vị cao tầng đại nhân nào thu nhận hắn làm đệ tử. Sau khi trải qua 2 năm huấn luyện cơ sở, hắn chỉ được bái một vị hộ pháp bình thường làm sư phụ, học một bộ võ công phong lôi đao pháp là một môn võ công phổ thông, xếp vào trung tầng võ học của Thất Huyền môn. Nếu chỉ như vậy thôi, Lệ sư huynh cũng không thể coi là truyền kỳ trong đám tân đệ tử được, chỉ có thể coi là đâu voi đuôi chuột. Nhưng sau đó không lâu, hắn tự bằng bộ phong lôi đao pháp vốn không được coi trọng, cánh nhiên tại cuộc tranh đua hàng năm dành cho nội môn đệ tử mà triển hiện năng lực, được bài danh trong 16 đệ tử hàng đầu, trở thành tân môn đệ tử duy nhất được liệt vào hàng ngũ này. Sự kiện này lại một lần nữa biến hắn trở thành tiêu điểm của môn phái. Trong các cuộc tỷ thí tiếp theo, lệ sư huynh lần nào cũng đều dũng mãnh vô cùng, rồi bất khả đương sao, đều giành được thứ hạng cao, vì thế mà bọn tân niên đệ tử đều nhận biết hắn. Trong cuộc tỉ thí so tài trong năm tiếp theo, hắn một mạch leo lên vị trí thứ ba, cần phải biết rằng, bài danh vị trí thứ nhất, thứ hai đều là những đệ tử đã nhập môn hơn 10 năm rồi, tuy chỉ nói là hàng đệ tử nhưng cũng đã 27, 28 tuổi rồi, thậm chí có khi còn hơn. Đa phần lũ đệ tử đều cho rằng, nếu lệ sư huynh có nội công cường mãnh như họ, Bài danh ở vị trí đệ nhất không ai khác ngoài hắn. Cứ như vậy, Lệ sư huynh lại một lần nữa gây ra sự chú ý. Được chỉ định xuất sơn, tham gia không ít những hành động trọng đại của môn phái bên ngoài. Trong khi những tân đệ tử khác đang khổ khổ tu luyện võ công, hắn đã bắt đầu thế thất huyền môn lập ra không ít công lao, trên giang hồ cũng có chút ít danh tiếng lệ hổ, nghe nói sắp tới hắn sẽ được đặc cách thu nhập vào thất tuyệt đường, học các môn võ công cao thâm hơn. Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng cũng không khỏi run lên nếu những chuyện đó là thật, gã lệ sư huynh này thật sự không đơn giản. dựa vào thân phận một gã ký danh đệ tử mà lại có thể tạo ra thành tựu như vậy, chính mình cũng có chút khâm phục. bên phía trương trường quý trải qua một thời gian dài thương nghị, rốt cuộc cũng có một gã đệ tử mặt dày đi ra. tên này thoạt nhìn võ nghệ cũng không kém, từ bên hông rút ra một thanh nguyễn kiếm, thanh nguyễn kiếm này khá mỏng, mềm mại vô lực, vừa nhìn có thể thấy được một người bình thường khó có thể sử dụng được nó. lệ sư huynh cảm giác có người đến trước mặt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thần quang. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, như tiếng sấm nổ vang vọng giữa trời, chấn đắc toàn trường làm lỗ tai mọi người cảm thấy lùng bùng. Người đối diện cũng bị chấn động, run lên một cái, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Tiếng thét vừa rời khỏi miệng, trường đao đã phát động, một đường đao quang chấp động, liên hoàn đao thức vận chuyển, tức khắc hóa thành hơn 10 phiến đao ảnh, đem đối thủ vây vào trong vòng đao ảnh. Người này xem chừng cũng cơ trí, mặc dù có chút bối rối, nhưng Nguyễn Kiếm phiêu hốt bất định, âm độc gian xảo, phòng thủ rất chắc chắn, đến giọt nước cũng không lọt qua. Người kia là ai? Hàn Lập không nhịn được hỏi một câu, là Triệu Tử Linh, đệ tử của Ngũ Trưởng lão, một tay thi triển kiếm pháp rất khó đối phó. So với Lệ Sư huynh thì thế nào? Đương nhiên không phải là đối thủ của Lệ Sư huynh rồi. Tiểu Toán bàn tự hào nói, vậy sao tên Trương Trường Quý kia không tìm một gã khác lợi hại hơn xuất tràng? A à, a à. Triệu Tử Linh chính là tên lợi hại nhất trong bọn chúng rồi, còn nữa, trong đám tân đệ tử, ai có thể đánh thắng nổi Lệ Sư huynh cơ chứ? Cho dù có hoán đổi ai đi chăng nữa, thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Hắn cười có chút hả hê, quả nhiên, Triệu Tử Linh kiếm pháp còn chưa loạt, nhưng khí thế đã không còn, bị trường đao của Lệ Sư huynh gắt gao bám giết. Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết ngay hắn sẽ thất bại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hàn Lập nhìn một lúc, trong lòng bỗng nổi lên một nghi vấn ta phát hiện một sự kiện khá kỳ quái, vì sao mà không có một vị sư huynh nào ở trong tràng đấu này, cho dù không cho bọn họ xuất tràng tỷ đấu, nhưng xem nào nhiệt thì cũng phải có ba. Vậy mà nơi này, đến một vị sư huynh cũng không có, tất cả đều là chúng ta tân đệ tử mười mấy tuổi đến xem náo nhiệt, chuyện này là thế nào? Hàn Lập không khách khí liền đề xuất mấy cái nghi vấn. Tiểu toán bàn nghe sau nghi vấn của Hàn Lập, thần sắc biến đổi, liền dùng một ánh mắt cổ quái để nhìn Hàn Lập. Làm cho Hàn Lập cảm thấy bối rối, Lẽ nào mình hỏi đến vấn đề kiêng kỵ nào đó? Sao thổ mặt Hoành Phi, bụi đất bay đầy trời, sao rễ bất khả đương, không thể cưỡng lại khí thế. Chương 19, giang hồ đấu. Hàn Sư huynh, người thật đúng là hai tai không để ngoài cửa sổ nghe sự tình a, à, chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết. Cho dù là bế quan, sư phó ngươi cũng hẳn là nhắc qua với người mới đúng. Tiểu Toán bàn khẩu khí hình như lại nổi lên nghi ngờ. Hàn Lập nghe xong cũng không nói hai lời từ trên người nhanh lấy ra một cái lệnh bài dắt ở lưng, tay đưa cho tiểu toán bàn. Hàn sư huynh, đây là của ngươi sao? Ta còn có thể không tin ngươi sao chứ? Ta vừa thấy ngươi thì cảm giác được ngươi là người tốt, khẳng định trước kia đã thấy qua, ha ha. Hắn dụng khóe mắt nhanh chóng liếc qua cái lệnh bài, thấy là thật liền vội vàng bồi theo một tiếng cười. Bây giờ có thể nói cho ta biết chứ, Hàn Lập cũng chính là vẫn còn quan tâm đến vấn đề chính mình đã đưa ra. Đương nhiên, đương nhiên rồi, không xong, sợ rằng mình sẽ đắc tội với người trước mặt này. Tiểu toán bàn trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại đem hết thảy sự thật hưng phấn nói ra. Nguyên lai like, mấy năm trước thất huyền môn cùng dã lang bang xung đột càng thêm dữ dội, song phương vì mấy thành trấn giàu có phân chia không rõ ràng, đánh hơn 10 trận to nhỏ, đều tổn thất không ít người. Bởi vì dã lang bang huấn luyện đám bang chúng để làm mã tặc nên khi chém giết toàn loại liều, không muốn sống, sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng, mà thất huyền môn đệ tử mặc dù võ nghệ cao cường nhưng không có sự tàn nhẫn đó, trong chàng chiến sát lại e dè, cứ như vậy sau này song phương chết càng nhiều, liên tiếp thêm mấy chàng chiến đấu thì các vị đại nhân vật của thất huyền môn cũng đứng ngồi không yên, phái đại bộ phận nội môn đệ tử đi tham gia một loạt trận đấu sinh tử liên tiếp giữa song phương. Một phương diện là tuyệt không thể để mất địa bàn, phương diện khác là tập cho đệ tử hiểu được sự tàn khốc của giang hồ, đi luyện tập kinh nghiệm chiến đấu thực tế một phen kết quả là sau đó không lâu trong chém giết thất huyền môn lại chiếm thượng phong nhưng nội môn đệ tử cũng chết nhiều lắm không ít sư huynh lớn tuổi một chút sau khi rời khỏi đây cũng không có thể quay về nói tới đây tiểu toán bàn thở dài không thôi sau đó mấy vị môn chủ lại thay đổi sách lược trước để cho nội môn đệ tử chấp hành chấp hành một ít nhiệm vụ không trọng yếu cho hắn đi lịch lãm một phen sau khi có kinh nghiệm giang hồ sẽ tham gia đánh giết với dã lang bang chúng cứ như vậy quả nhiên thương vong giảm bớt rất nhiều vì vậy sách lược này hai năm nay được đưa vào môn quy chính thức yêu cầu các đệ tử sau khi xuất sư trước hết phải xuống núi lịch lãm một phen sau khi trở về mới có thể trao cho chức phận nội môn cứ như vậy các sư huynh trên núi tuổi lớn một chút đều bị phái xuống núi hoặc là đang cùng đánh nhau với bọn dã lang bang hoặc đi lịch lãm giang hồ trong núi ngoại trừ đệ tử bảo vệ chỉ còn lại các đệ tử nhỏ tuổi còn chưa xuất sư nghe đến đó hàn lập mới hiểu ra mới biết được trên núi so với trước kia thật sự không giống nhau đương một tiếng nổ một thanh nguyễn kiếm bay trong không trung triệu tử linh tay trái cầm lấy hổ khẩu bị chấn thương của tay phải sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước thở hổn hển từng ngụm từng ngụm hắn vừa rồi dưới sự tấn công mạnh mẽ bởi liên hoàn đao của lệ sư huynh tránh né không kịp dùng nguyễn kiếm đối chiêu lại kết quả là một cô áp lực trên đao truyền tới đánh bay binh khí trong tay lệ sư huynh quả nhiên lợi hại tiểu đệ cam bái hạ phong triệu tử linh mỉm cười miến cưỡng thi lễ bốn phía nhất thời phát ra trận trận tiếng hoan hô, lệ sư huynh, hảo công phu, lệ sư huynh, hảo đao pháp, lệ sư huynh, chỉ điểm tiểu đệ nhé. Âm thanh không cam lòng ở phía sau tạo thành một tràng ẩm ý hướng về người họ sùng bái, vang vọng khắp nơi. Lệ sư huynh đem thanh đao thu lại, trên mặt thoáng đỏ ửng mới vừa định nói gì đó, đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi, nhíu mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn ôm quyền ăn năn nói, tại hạ còn có việc gấp muốn làm, trước xin cáo từ. Quay người lại, hắn nhẹ nhàng phiêu phiêu đi ra ngoài chàng lộ ra là một tay khinh công tài giỏi biến mất bên cạnh vách núi trong tùng lâm ai ra lệ sư huynh chẳng những đao pháp hảo khinh công cũng rất cao minh a à. chính thế chính thế một chàng khen ngợi lại vang lên hàn lập nhíu mày vị lệ sư huynh này công phu quả không tệ bất quá hình như có chút phô trương đại khái có điểm tuổi trẻ khí thịnh hắn lại nghĩ đến chính mình không nhịn được nở nụ cười khổ tự mình tuổi hình như cũng không lớn hơn những người này như thế nào mà lại có những suy nghĩ cứ như một tiểu lão đầu. Xem ra việc mình tu luyện bộ khẩu quyết đã làm cho tâm ý trở lên già lão đi mất rồi. Vị sư đệ này, ta đến bây giờ còn không biết người tên là gì. Hàn Lập nhìn thoáng qua tiểu toán bàn đứng ở một bên, đột nhiên hỏi tục danh của hắn. Ta gọi là Kim Đông Bảo, nhưng Hàn sư huynh cứ gọi ta là tiểu toán bàn là được. Tiểu toán bàn nghe Hàn Lập hỏi tên hắn, lập tức hưng phấn nổi lên, xem ra chính mình đúng là giành được hảo cảm trước đại nhân vật này sau này ngã bệnh hay bị thương, tìm ta là được, ta chữa miễn phí cho người. Hàn lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn giữa sân lại nổi lên một đám tranh chấp, cũng không quay đầu lại, đi vào tùng lâm bên cạnh. Kim Đông Bảo vẫn lưu lại tại chỗ, đang phát ngốc không hiểu, nhất thời không biết lời của Hàn Lập nói chính là có ý nghĩa gì. chương 20, Triều Tủy Hoàn, rời khỏi vách núi một khoảng xa, vẫn nghe loáng thoáng âm thanh ẩm ý trong hỗn loạn của bọn họ, những người này cuối cùng sẽ xử lý tranh chấp giữa vương đại bàn và trương trường quý như thế nào hàn lập sẽ không quan tâm nữa vừa lúc hắn nghĩ đến kim đông bảo đứng tại chỗ bộ dáng sửng sốt ngơ ngác tự trong lòng không nhịn được muốn cười to lúc này hắn cảm giác được tâm tình của mình trở nên thư thái không có cảm giác buồn bực như lúc ở trong sơn cốc nữa hắn xuyên qua rừng tùng hướng đi đến địa phương xa hơn sau khi đi được một đoạn bỗng trước mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ tinh tế hàn lập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cảm nhận mặt trời nóng bỏng lại cúi đầu liếc mắt xem xét dòng nước trong vắt đang chậm rãi chảy cảm giác được nếu gột tẩy trong đó đúng là một chủ ý không tệ lúc thân thể hắn cúi xuống chỉ vừa mới chạm hai tay vào trong dòng nước mắt lạnh thì một loạt âm thanh rên rỉ đau đớn từ thượng lưu dòng suối truyền tới hàn lập rất kinh ngạc ở địa phương vắng vẻ hẻo lánh này cũng có người sao hắn theo âm thanh rên rỉ hướng thượng lưu dòng suối tìm qua đích xác có một người mặc phục sức của đệ tử nằm sấp không ngừng động thân thể trường về gần dòng suối tứ chi run rẩy không thôi hàn lập liếc mắt một cái nhìn ra được tên đệ tử này bị bệnh cấp tính lại không có sự giúp đỡ sợ rằng tính mạng sẽ nguy hiểm hắn vội bước tiến tới từ trong người xuất ra một cái hộp gỗ mở ra lấy một cây ngân châm sáng lấp lánh hướng huyệt vị sau lưng của người này đâm tới hắn rất nhanh điểm hết các huyệt vị sau lưng đem thân thể người này đảo ngược lại chuẩn bị điểm các huyệt đạo trước ngực khi xoay người nọ lại thì bộ mặt của hắn cũng hiện ra Hàn Lập Đảo hít một ngụm lương khí, người có tính mạng bị đe dọa này, không phải vừa mới ở trên vách núi đại triển thần uy, chính là lệ sư huynh sao. Hàn Lập sừng sốt một chút, cẩn thận quan sát khuôn mặt mới thấy qua không lâu trước đó. Lệ sư huynh vừa rồi còn đả bại đối thủ, võ lực vô địch, bộ dáng tiêu sái, ban đầu khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh khốc, bây giờ ở khóe miệng bọt mép không ngừng chảy ra, rõ ràng là vị lệ sư huynh này đã đau đớn đến mức thần trí mơ hồ. Hàn Lập khôi phục tính táo, ngập ngừng một chút, Đột nhiên dụng ngân châm trong tay không ngừng châm lên người Lệ Sư huynh hơn 10 châm, khi lần châm cuối cùng kết thúc là lúc Hàn Lập cũng lau mồ hôi hột chảy trên trán, thở phào một cái, đích thị phương pháp ngân châm cấp cứu này đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Lúc mà toàn thân Lệ Sư huynh cũng đều có tiểu châm ánh lên ngân quang thì Lệ Sư huynh cuối cùng cũng khôi phục thần trí. "Ngươi là?" Hắn cố sức muốn nói nhưng khí lực không đủ, nói không ra mấy chữ tiếp theo. "Ta là người thần thủ cốc, ngươi không cần nói nữa, trước tiên cần khôi phục thể lực cho tốt." Ta chỉ có thể cứu tỉnh ngươi nhất thời, bệnh của ngươi rất kỳ quái, phòng chừng Mặc đại phu có thể cứu ngươi, đáng tiếc bây giờ ông ấy không ở trên núi." Hàn Lập bắt mạch Lệ Sư huynh, nhíu mày, "Thuốc ở?" Sắc mặt Lệ Sư huynh trở nên lo lắng, môi động đậy vài cái, muốn giơ cánh tay nói cái gì đó nhưng không thành công. "Ngươi trên người có thuốc trị bệnh?" Hàn Lập lập tức hiểu được ý tứ của hắn, suy đoán hỏi ngược lại. "Ừ, Lệ Sư huynh thấy Hàn Lập hiểu được ý tứ của mình, vẻ mặt mới giãn ra, cố hết sức gật đầu." Hàn Lập cũng không khách khí, tìm tòi trên người hắn, tìm ra rất nhiều tạp vật, trong đó có một cái bình ngọc nhỏ màu trắng, cái bình quý như vậy, dấu Niêm Phong còn tốt, nhất định là vật hắn muốn tìm. Hàn Lập cầm lấy cái bình, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Lệ Sư huynh, quả nhiên sắc mặt Lệ Sư huynh hiện ra vẻ vui mừng, gắng sức nháy mắt ra hiệu. Hàn Lập cầm lấy cái bình mở ra, ngoài dự đoán, không có mùi thơm của thuốc bay ra, ngược lại một cổ nồng đậm mùi hôi từ trong bình đập vào mũi. Hàn Lập vừa nghe được mùi này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi một chút, từ bên trong lấy ra một dược hoàn màu phấn hồng rất đẹp mắt, không ngờ nó lại tỏa ra mùi khó chịu như vậy thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Đúng là dược hoàn này không? Hàn lập sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lệ sư huynh lúc này đã gấp đến độ nói không ra lời, chỉ có thể nháy mắt mấy cái biểu hiện. Triều tủy hoàn, từ hợp lan, hạt vĩ hoa, bách niên làm nghĩ noán, thêm 23 loại vật phẩm hiếm thấy luyện thành, thuốc sau khi làm xong, bề ngoài có màu sắc phấn hồng, có mùi hôi kỳ dị, sau khi phục dùng thì kích phát năng lực thân thể rất lớn, làm năng lực của người phục dùng tăng lên, những điều ta nói ra đúng chứ? Hàn lập lạnh lùng nhìn lệ sư huynh, từng chữ từng chữ nói ra trước mặt, mang theo một loại khẩu khí không thể bác bỏ. Lệ sư huynh vừa nghe Hàn lập nói ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không có chút máu, ánh mắt lộ ra tia bối rối. Thuốc này sau khi uống, cách một đoạn thời gian phải uống tiếp, hơn nữa người dùng phải chịu đựng sự đau đớn như rút gân, hút tủy. Nếu không ăn, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì mất tính mạng, hơn nữa, cho dù uống thuốc đúng thời gian thì sau 10 năm đầu tiên vẫn không tránh được mất tính mạng. Hàn Lập không có dừng, vẫn tiếp tục nói, đừng nói với ta là dược hoàn trong tay ta đích xác không phải là trừ tủy hoàn. Hàn Lập đang khi nói chuyện, dừng lại một chút, lệ sư huynh nghe đến đó, trên mặt đã hiện ra một loại ánh mắt tuyệt vọng bị người vạch trần, nhưng trong ánh mắt vẫn còn toát ra một loại cảm giác vạn phần kinh ngạc, khó có thể nghĩ đến. Người có phải rất kinh ngạc ta như thế nào nhận ra được loại dược hoàn phi thường hiếm thấy này? Hàn lập nhìn ra nghi vấn trong lòng của hắn, lời nói biến đổi, tự chính mình lên tiếng. Kỳ thật rất đơn giản, ta cũng đã dùng một hoàn thuốc loại này. Lời hàn lập kinh thiên, một câu nói làm lệ sư huynh hoàn toàn sợ ngây người, nhưng sau đó lại lộ ra ánh mắt không tin. Ta dùng thuốc này phương pháp bất đồng so với ngươi, ta tổng cộng dùng một viên nhưng đem chia nó thành 10 phần, mỗi lần cũng đều bắt nó trở thành dược dẫn cho nên không có nguy hại gì cho thân thể. Bởi vì dược hoàn này hình dạng cũng mùi nó tỏa ra quá tương phản, cho nên ta đối với vật này phi thường khắc sâu, ta trước kia vẫn tưởng rằng, trừ ta ra đã phục dụng loại dược hoàn này, trên đời không có ai thật sự dùng loại bí dược này, không nghĩ tới trong bổn môn lại có một người. Nói xong những lời này, Hàn Lập ánh mắt làm như vừa bội phục, lại vừa thương cảm nhìn về phía lệ sư huynh. Lệ sư huynh không muốn cùng ánh mặt của Hàn Lập đối thị, Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, chỉ là ngực phập phồng, không chừng bây giờ tâm tình hắn rõ ràng rất hỗn loạn. "Ngươi dùng loại dược hoàn này đã nhiều năm, nếu ngươi không muốn dùng nó nữa, ta có thể cầu mặc đại phu phối một loại bí dược khác giúp ngươi, tuy không thể vãn hồi toàn bộ cuộc sống nhưng cho ngươi sống thêm 20, 30 năm nữa là có thể, bất quá võ công của ngươi không thể duy trì, nếu ngươi tiếp tục dùng loại dược hoàn này, từ tình trạng phát tác của ngươi hôm nay, nhìn ngươi nhiều lắm có thể sống thêm 5, 6 năm nữa." Tuy nhiên trong mấy năm đó võ công ngươi tiến bộ càng lúc càng nhanh, so với tốc độ tinh tiến bây giờ của ngươi vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Nếu ngươi đã dám dùng loại dược hoàn này thì là người kiên nghị, quyết đoán, thân thể ngươi do ngươi tự quyết định, được rồi, dược hoàn này ngươi dùng hay là từ bỏ? Chương 21, chỉ thống dược, mí mắt Lệ Sư huynh khẽ run rẩy, có thể thấy được trong tâm lý hắn đang đấu tranh tư tưởng dị thường kịch liệt. Qua một lúc sau, hai mắt đóng chặt của hắn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay Hàn Lập trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt hàn lập không nói cái gì nữa đem thuốc bỏ vào trong miệng hắn nhìn hắn cố gắng nuốt thuốc xuống cổ họng lúc này mới nhẹ nhàng rút từng cây ngân châm trên người hắn ra khi gỡ xuống tất cả những cây ngân châm xong dược lực đã bắt đầu phát tác lệ sư huynh trên sắc mặt tái nhật xuất hiện vài tia đỏ ửng bất thường cả hai gò má cũng dần đỏ ửng lên thân thể hắn lúc này bị co giật tay chân bắt đầu run rẩy trong miệng liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ trầm thấp có thể thấy được hắn không muốn lộ cái xấu trước mặt hàn lập tận lực áp chế thanh âm của mình nhưng loại thống khổ phi nhân này làm cho hắn phải hét to tiếng hô của lệ sư huynh càng lúc càng lớn thân thể co giật cũng càng lúc càng đáng sợ qua một thời gian dài tiếng hô của hắn mới chậm rãi nhỏ xuống cho đến khi giống lên một tiếng lớn xong rồi hoàn toàn biến mất sắc mặt hắn bắt đầu khôi phục như bình thường thân thể cũng ngừng co giật xem ra hắn đã trải qua giai đoạn thống khổ nhất rồi lệ sư huynh chậm rãi chỉnh lại thân thể hai chân khoanh lại ngồi xuống bất động tại chỗ điều tức. Hàn Lập thì tìm một tảng đá sạch sẽ, tùy ý ngồi ở một bên, nhìn hắn vận công hồi phục nguyên khí. Qua khoảng thời gian chừng một bữa ăn, Lệ Sư huynh đang ngồi đột nhiên mở mắt, một tay rút ra trường đao ở bên thân rồi nhảy dựng lên, dùng sức vung cánh tay lên. Chỉ thấy đao mang chợt lóe, lưỡi đao sáng bóng đã gác trên cổ Hàn Lập. Cho ta một cái lý do để không giết ngươi. Lệ Sư huynh trong mắt phóng hàn quang, tràn ngập sát khí. Vừa rồi ta cứu ngươi một mạng, có hay không tính là một cái lý do. Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, chỉ là mi mắt có chút giật giật, không cẩn thận quan sát căn bản là không phát hiện được. Khuôn mặt lệ sư huynh hơi giãn ra một chút, nhưng vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Lập. Trước khi cứu người ta đã biết, người rất có thể vì bảo vệ bí mật không bị tiết lộ, mà giết ta diệt khẩu, chỉ là không nghĩ tới người động thủ nhanh như vậy. Hàn Lập rốt cục cười khổ một chút, trên mặt có phải phần tự diễu. Khái, cho dù biết cứu người chính là tự mình tìm lấy phiền toái, nhưng ta học y thuật, không thể thấy chết mà không cứu được. Hàn lập thở dài một hơi, lệ sư huynh nghe xong, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc xấu hổ, lưỡi đao cũng nhích một chút ra xa cổ hàn lập, nhưng không có hoàn toàn thu đao từ trên cổ hắn về. Hàn lập âm thầm thở một hơi dài, giọng nói phát ra cũng chấn định hơn. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ đem bí mật của ngươi nói cho người khác, ngươi vừa nhìn sẽ biết ta không phải là một người lắm miệng, nếu thật sự vẫn còn lo lắng, ta sẽ thể độc, ngươi hẳn sẽ nhìn ra ta không có võ công. Ngươi nếu phát hiện ta làm trái lời thề, ngươi có thể dễ dàng chém giết ta. Hàn lập tỉnh táo đưa ra đề nghị, ngươi phát độc thề đi, lệ sư huynh nói chuyện cũng rất dứt khoát, lúc này trái tim hàn lập mới hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù trước khi cứu trị lệ sư huynh hắn đã quan sát tướng người của người này, cảm giác được hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn ác độc, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vạn nhất hắn là kẻ tiểu nhân lấy cửu báo ân chính mình chỉ có thể vận dụng thủ đoạn hộ thân duy nhất hàn lập nghĩ tới đây lén lút dùng tay thủ sẵn thiết đồng sao ở trong ống tay áo sau khi hàn lập chính trọng phát ra độc thề lệ sư huynh rốt cục cũng thu trường đao về đút vào vỏ đao hàn lập sờ sờ cổ của mình trên đó bị lưỡi đao cứ tạo thành một vệt máu mờ mờ sờ tới thấy hơi rát rát sau lưng lại cảm thấy lạnh lạnh kiểu này chắc là đã ra không ít mồ hôi lạnh lần này quả thật quá hiểm a à chính mình vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu toàn, nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, nói cái gì cũng không thể làm ra cái loại xuẩn sự không thể kiếm được chỗ tốt này lần nữa. Người khác muốn chết muốn sống là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến mình Hàn Lập có chút sợ hãi nghĩ lại. Không có đủ chỗ tốt và nắm chắc 10 phần, lần sau mình quyết không ra tay cứu người trong tâm lý hắn hung hăng hạ quyết tâm. Hàn Lập lần đầu tiên ra tay cứu người nhận được hậu quả không tốt, trực tiếp định đoạt thói quen sau này của hắn, không có lợi không làm vốn có chút bản tính thuần phát cũng hoàn toàn bị từ bỏ mặc dù không biến thành ác nhân nhưng cũng kém trung hậu thiện lương nhiều lắm các hạ đã cứu tính mạng ta lại đáp ứng thay tại hạ bảo thủ bí mật lệ phi vũ ta coi như thiếu ngươi một món nợ lớn chỉ cần ta không chết ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc tới tìm ta chỉ cần ta có thể làm ta nhất định sẽ giúp ngươi lệ sư huynh đã hoàn toàn khôi phục thần thái như lúc ở dưới vách núi sau khi đem những đồ linh tinh bị hàn lập lúc lục lọi vứt trên mặt đất thu vào mới đến trước mặt Hàn Lập thành khẩn nói ra hứa hẹn của chính mình. Ta sợ rằng không có việc gì phải làm phiền ngươi, nhưng thật ra ngươi cũng có không ít phiền toái đúng không? Hàn Lập mỉm cười, hỏi lại hắn một câu, ngươi sao lại biết, lệ phi vũ sừng sốt, có chút kinh ngạc, ai cũng có thể nhìn ra, ngươi chỉ là đệ tử của một hộ pháp bình thường, nhưng là lại đứng trên ái đồ của đường chủ, trưởng lão thậm chí môn chủ. Cuộc sống của ngươi như thế nào lại tốt được? Hàn Lập nhất châm kiến huyết nói ra, sắc mặt lệ phi vũ bắt đầu âm trầm, một lúc lâu không nói gì. Chuyện của ngươi ta muốn tham dự vào cũng không tham dự được, nhưng đối với thống khổ triều tủy hoàn gây ra cho ngươi, ta có thể giúp ngươi giảm bớt vài phần. Thật vậy chăng, lệ phi vô tinh thần chấn động, vẻ âm trầm trên khuôn mặt không biết bay đi đâu, sắc mặt vui mừng, xem ra triều tủy hoàn hành hạ hắn không nhẹ nhàng gì. Ta dỗi hơi mà đi lừa ngươi sao, hàn lập trợn mắt nhìn lệ phi vũ một cái, hắn đương nhiên có phương thuốc có thể giúp người ta giảm bớt thống khổ. Cái này là lúc hắn rảnh, đặc biệt vì trương thiết mà nghiên cứu ra, có thể làm giảm bớt cảm giác thống khổ của cơ thể con người, phi thường hữu hiệu. Thật sự là tốt quá, thật tốt quá, lệ phi vũ hưng phấn xoa xoa hai tay, mở to mắt nhìn chằm chằm hàn lập. Người dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì, ta bây giờ không có loại thuốc này, phải về thần thủ cốc phối chế mới có được thuốc. Lệ phi vũ nghe xong có chút xấu hổ, chính mình vừa rồi còn đem đao dao uy hiếp đối phương, bây giờ lại muốn nhờ người ta chế thuốc. Buổi trưa ngày mai, người tới cốc khẩu của thần thủ cốc chờ ta, ta đem thuốc đã chế xong cho ngươi mang đi. Bây giờ mặc đại phu không ở nhà, ta không tiên để ngoại nhân vào cốc. Hàn lập chậm rãi nói, được, ta sẽ đến đúng hẹn, thật sự cảm ơn huynh đệ. Lệ phi vũ cấp tốc đáp ứng, như sợ hắn đổi ý. Ta gọi là Hàn lập, là thân truyền đệ tử của mặc đại phu, võ công ngươi cao như vậy, gọi ta là Hàn sư đệ là được. Hàn lập nghe hắn ngay cả từ huynh đệ thân nhiệt vậy cũng nói ra khỏi miệng, vội vàng nói tên mình ra, Sợ hắn lại nói thêm vài từ sương hô ngọt ngào nữa. Chương 22, tâm ma xanh. Hàn Lập nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ dần dần đi xa, lặng lặng đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Vừa rồi sau khi hẹn giữa trưa ngày thứ hai đến lấy thuốc, hắn liền chủ động từ biệt Hàn Lập, nói là phải đi về điều dưỡng một phen. Trong thời gian dài vừa rồi, Hàn Lập cũng không hỏi tới nguyên nhân Lệ Phi Vũ phục dụng loại bí dược này. Hàn Lập biết, cho dù hỏi cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Nếu hắn thật sự không muốn tương lai của chính mình, chỉ nguyện ý đổi lấy lệ sư huynh phong quang vinh diệu bây giờ, cho thấy rõ ràng khẳng định hắn có nỗi khổ mà không làm như vậy không được, không ai lại tự nguyện tự sát, cho dù có được trả một cái giá rất cao cũng không ai tình nguyện đi làm như vậy. Nếu đem sự khó xử của hắn nói ra, tức là sẽ một lần nữa vạch vết sẹo đang nhanh chóng khép lại của hắn để cho máu chảy đầm đìa. Rất rõ ràng, Hàn Lập làm như vậy là đúng. Trước khi đi, Lệ Phi vô thấy hắn không hỏi cụ thể nguyên nhân mình phục dụng triều tủy hoàn, thấy hắn là kẻ hiểu lòng người nên rất cảm kích, ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng Hàn Lập biết đối phương lại thiếu chính mình một món nợ nhân tình không nhỏ. Hàn Lập chuẩn bị tuân thủ ước định của hắn, chẳng những sẽ không đem bí mật của lệ phi vũ truyền ra ngoài, còn quyết định một lúc sau về sơn cốc phối chế cho hắn bí dược giảm bớt thống khổ. Nguyên nhân để làm như vậy rất đơn giản, nếu đối phương không phải là kẻ tiểu nhân, sẽ không thật sự xuống tay hạ sát chiêu đối với mình. Vậy chính mình sẽ để cho đối phương thiếu mình một món nợ nhân tình lớn hơn nữa, để cho hắn sẽ không thể cự tuyệt yêu cầu của mình. Lệ Phi Vũ võ công tại vài năm cuối cùng này càng ngày càng cao, võ công đối phương càng cao, sự trợ giúp của hắn đối với mình càng có tác dụng. Cho dù trong vài năm sau này không cần hắn hỗ trợ, cái này cũng không sao cả. Nhẹ nhàng giúp đỡ một kẻ cũng không gọi là người xấu, đối với chính mình coi như là một chuyện để thâm tâm khoái trá, mặc dù Lệ Phi Vũ không nhất định là người tốt, nhưng kinh nghiệm quá chuyện hôm nay, hắn đối với chính mình cũng không có gì nguy hại hàn lập đem mọi sự ra suy nghĩ trước sau một lần nữa cảm giác được cũng không có chỗ nào không tốt lúc này mới chậm rãi về thần thủ cốc không lâu sau khi về trong cốc hàn lập bắt đầu chuẩn bị bí dược cho lệ phi vũ loại thuốc có thể làm giảm đau đớn cho người này cũng không khó để chế ra dược tài cần có toàn bộ đều có trong dược viên chỉ là quá trình điều chế có chút phức tạp cần phải cẩn thận một tí trải qua một biểu chiều bận rộn hàn lập đã chế xong năm phần thuốc để lệ phi vũ dùng không phải không thể phối thêm một ít hắn chỉ là hy vọng sau này hàng năm lệ phi vũ đều đến lấy thuốc, để cho hắn sẽ không nhanh chóng quên đi món nợ với chính mình. Tới đêm, Hàn Lập đột nhiên không theo thói quen bình thường của mình, ngồi ở một chiếc ghế trước cửa phòng mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, nhìn ánh trăng sáng, tự hỏi cái gì đó. Hàn Lập là đang hoài niệm thân nhân trong nhà, hắn rời đi cha mẹ mình đã hơn 4 năm, từ khi hắn lên núi đến này cơ hồ mỗi ngày đều khổ khổ tu luyện khẩu quyết, căn bản là không có biết việc của gia đình, cũng chưa bao giờ xuống núi về nhà, chỉ là mỗi tháng nhờ người khác đem đại bộ phận bạc mình nhận được về nhà, mà hàng năm hắn cũng chỉ thu được một phong thư báo bình an do Trương Thúc thay cha mẹ viết. Nội dung thư rất ít, ngoại trừ nói cho hắn biết mọi người trong nhà đều mạnh khỏe, các chuyện khác cũng rất ít nhắc tới với hắn. Chỉ là biết cuộc sống trong nhà so với trước tốt hơn nhiều lắm. Đại ca đã thành ra lập nghiệp, nhị ca cũng cưới được một tân nương, phỏng trừng sang năm sẽ có tin vui, tất cả tiến triển đều do vì bạc hắn gửi về nhà mà thành. Nhưng Hàn Lập từ vài phong thư ân cần thăm hỏi cảm thấy được, khẩu khí của người trong nhà đối với hắn càng ngày càng khách khí, thậm chí khách khí đến một loại như là đối với người xa lạ. Loại cảm giác này ngay từ đầu để cho tâm lý Hàn Lập rất sợ hãi, không biết phải làm như thế nào mới phải. Nhưng theo thời gian trôi qua, không biết tại sao loại cảm giác này cũng rất tự nhiên mờ nhạt đi. Mà hình tượng thân nhân trong nhà trong tâm trí hắn cũng từ từ mơ hồ. Hắn cũng chỉ trong một đêm như hôm nay tại tình huống xúc cảnh sinh tình mới có thể hoài niệm thân nhân trong nhà, hồi tưởng loại cảm giác ấm áp trước kia ở nhà, loại cảm thụ bây giờ rất khó được nhấm nháp, để cho Hàn Lập cảm giác vừa thoải mái vừa chân quý, hắn sẽ chậm rãi thưởng thức loại tư vị này. Tay Hàn Lập sờ vào ngực, dùng ngón tay vuốt ve cái túi có chứa bình an phù. Trước kia hắn chỉ cần vuốt ve vài cái, tâm hồn có thể nhàn nhạt thỏa mãn. Nhưng đêm nay không biết chuyện gì xảy ra, càng vuốt ve tâm lý càng sao động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Tâm lý Hàn Lập bây giờ có một loại cảm giác buồn bực không nói nên lời, không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình, thân thể trên dưới cũng không thoải mái, khí huyết trong cơ thể quay cuồng không ngừng, năng lượng của quái do tu luyện ra cũng xuẩn xuẩn dục động. Tàu hỏa nhập ma, mấy chữ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Hàn Lập đứng lên, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ mặc đại phu không ở đây, hắn chỉ có thể tự mình xử lý nguy cơ. Chính mình vô duyên vô cớ, tại sao lại tàu hỏa nhập ma, Hàn Lập cảm giác được có điểm buồn bực, mặc dù bây giờ không phải lúc tìm căn nguyên vấn đề, nhưng từ căn nguyên vấn đề tìm được nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma mới là phương pháp giải quyết phiền toái tốt nhất. Hàn Lập ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm xung quanh một phen, không có cái gì đáng chú ý. Hắn dùng tay phải sờ sờ trên người mình, tay chạm vào một thứ gì đó, hắn hạ ý thức nhìn vào vật này. Cái túi, bình an phù tên mấy đồ vật này lóe lên trong đầu Hàn Lập. Chẳng lẽ nó gây ra phiền toái? Hàn Lập không dám khẳng định, nhưng bây giờ không cách nào tiếp tục do dự, trạng thái cơ thể không ổn, tùy lúc đều có thể mất đi quyền khống chế cơ thể. Hàn Lập quyết đoán đưa cầm cái túi vứt đi thật xa. Không đúng, trong đầu càng khó chịu, khí huyết quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Hàn Lập miễn cưỡng chân áp dị động trong cơ thể, dùng con mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm cái túi, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân làm mọi chuyện trở nên không ổn. Chương 23, thí dược thỏ, có lẽ là thần may mắn phù hộ, trong giây lát, một đạo linh quang trong đầu Hàn Lập chợt lóe hắn chạy nhanh nhằm phía mấy cái túi phía xa xa, chỉ vài bước chân là bước tơi, hắn cúi người lục lọi, một lúc sau hắn lấy ra cái bình an phù mà cha mẹ cho hắn từ trong đó. Khi lòng bàn tay hắn chạm vào cái bình an phù, một luồng cảm giác thanh tâm thấu nhập thâm tâm từ lòng bàn tay hắn truyền lại. Nội tâm phiền loạn của Hàn lập lập tức bình lặng lại, những cảm giác khó chịu buồn bực đều biến mất vô ảnh vô tung, đủ loại hiện tượng dị thường trong cơ thể đều tự động tiêu trừ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bây giờ Hàn Lập đối với những biến hóa phát sinh trên người hết thảy đều không để ý tới, chỉ là dùng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cái bình an phù, dùng tay còn lại nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve nó, toàn tâm trí dùng để nhìn nó. Qua một hồi lâu, Hàn Lập mới thở dài một hơi, đình chỉ động tác vuốt ve, rời ánh mắt khỏi bình an phù. Hàn Lập cũng không biết lần này hắn thiếu chút nữa mất mạng, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là tâm ma xâm lấn người tu đạo. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, nhanh chóng mượn ngoại lực khu trừ tâm ma, chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ bị tâm ma xâm nhập nguyên thần sau đó bị khống chế rơi vào huyễn cảnh thân thể bị thao túng điên loạn cho đến khi mệt mà chết đương nhiên những thứ này là hắn sau khi bước trên đường tu đạo mà biết được hàn lập vận công dò xét toàn thân trên dưới cảm giác được hết thảy chưa từng có chuyện hơn nữa để hắn vui mừng lẫn sợ hãi chính là công lực của hắn tăng trưởng không ít mặc dù còn không có đột phá tầng thứ ba tới tầng thứ tư nhưng cũng đạt tới đỉnh phong tầng thứ ba khoảng cách đến tầng thứ tư cũng không còn xa Hàn Lập vừa vui mừng lẫn sợ hãi đạt tới thu hoạch ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng hắn sau đó vội thu liếm nội tâm kích động. Sợ tâm tình không yên định, lại bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng không có nắm chắc có thể một lần nữa hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, hắn cầm lấy cái bình an phù, chuẩn bị đem cái bình an phù vừa lập công lớn này bỏ lại túi. Di Hàn Lập ngoài ý muốn phát hiện một vật phẩm đã bị hắn lãng quên từ lâu trong túi, một vật phẩm đã bị hắn cất giấu nhiều năm cái bình nhỏ thần bí. Chuyện cái bình nhỏ sớm được Hàn Lập quên sạch sẽ, nếu không phải bây giờ lại thấy nó, hắn còn vẫn không nhớ đến có một chuyện như thế. Bây giờ Hàn Lập so với 4 năm trước, kiến thức và nhãn lực bất đồng rất lớn, hắn thông qua các loại sách trong phòng mặc đại phu mà tăng trưởng kiến thức rất nhiều, mà tu luyện khẩu quyết làm cho ý nghĩ của hắn so với trước kia thông tuệ rất nhiều. Hắn lúc này có thể từ đủ loại dị tưởng phát sinh từ cái bình này, phán đoán được bình nhỏ này là một kỳ vật thế gian ít có, có công dụng không phải tầm thường. Việc hắn bây giờ phải làm chính là đem những giá trị của cái bình này tìm hiểu hết, nhìn xem có cái gì đối với mình hữu dụng hay không, không cứ để nó trong cái túi này suốt, thật lãng phí tác dụng thần bí của nó. Hàn lập lấy ra cái bình nhỏ, cũng không có vội vàng mở nó, mà dùng ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ sau 4 năm, xem chính mình trước kia có từng bỏ quên chỗ nào khả nghi không. Nhưng rất đáng tiếc, trải qua mấy lần hắn lật đi lật lại cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện gì mới. Hàn lập không hề có ý lãng phí thời gian, hắn đem bình nhỏ cẩn thận mở ra, trong bình vẫn là giọt chất lỏng xanh biếc như cũ ở đáy bình, so với 4 năm trước không có cái gì bất đồng. Hàn Lập rất rõ ràng, tất cả bí mật của bình có thể đều tồn tại trong giọt chất lỏng màu lục nho nhỏ này. Giọt lục dịch này nhất định có chút tác dụng đặc thù hắn còn chưa phát hiện, vì để hiểu rõ bí mật của giọt chất lỏng này, xem ra hắn phải tìm một ít tiểu động vật, làm một chút tàn nhẫn thí nghiệm trên cơ thể sống. Lúc này là ban đêm, bên ngoài rất đen, thật sự không tiện đi ra ngoài tìm động vật sống, hơn nữa trải qua một phen hành hạ từ lúc xế chiều đến tận trước nửa đêm hàn lập cảm giác được mình rất huệ oải cho dù có tìm được trong ngọn đèn hôn ám lúc buổi đêm nếu thấy không rõ biến hóa cụ thể của thí nghiệm chẳng phải là một phen công cốc sao trải qua một phen nghĩ ngợi chu toàn hàn lập quyết định đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt một đêm chờ cho đêm nay tinh thần hồi phục ngày mai làm thí nghiệm cũng không trễ đêm nay trôi qua có lẽ sẽ có rất lớn sợ hãi lẫn vui mừng đang chờ mình trước khi ngủ hắn nghĩ như vậy Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập rửa mặt xong, liền đi ra ngoài cốc, chỗ phòng bếp ăn điểm tâm như bình thường. Trước kia lúc Mạc Đại Phu ở trên núi, đều là do Mạc Đại Phu phân phó người của phòng bếp tự mình đưa thức ăn lên thần thủ cốc. Hàn Lập nương nhờ theo oai phong của Mạc Đại Phu, cũng không cần ra ngoài sơn cốc dùng cơm, đầu bếp của phòng bếp cũng đem thức ăn tới cho hắn. Bây giờ Mạc Đại Phu không có ở tại thất huyền môn, người của phòng bếp tự nhiên sẽ không đưa thức ăn tới cửa nữa. Điều này làm cho Hàn Lập trong tâm lý một phen cảm khái, than thở, quyền lực thật tốt. Ăn xong điểm tâm, Hàn Lập không có lập tức rời phòng bếp, mà là tìm quản sự phòng bếp, lấy vài mẩu bạc vụn, từ chỗ hắn đổi lấy hai con thỏ hoang lông xám còn sống, mang về thần thủ cốc. Trở lại trong cốc, Hàn Lập dùng sợi dây buộc thỏ hoang vào một khu đất tương đối rộng rãi trong dược viên, để cho mấy con thỏ chơi đùa dưới ánh mặt trời. Đợi cho mấy con thỏ chơi đùa mệt mỏi, miệng lưới khô cong, mới đi tìm một cái chén nhỏ cẩn thận từ từ nhỏ lục dịch trong bình vào chén, sau đó cho thêm vào một chút nước thường. Lục dịch nhỏ như hạt đậu này, rất dễ dàng tan vào trong nước, làm cho cả chén nước biến thành xanh biếc. Loại nước màu xanh biếc này làm cho người ta khi vừa nhìn vào, từ đáy lòng không tự chủ được nổi lên một luồng khí lạnh lẽo. Hàn làm cầm lấy chén nước, đi tới phía trước mấy con thỏ đang khát, cầm chén đặt tại bên người chúng nó. Lũ thỏ vì đùa nghịch sớm đã miệng lưỡi khô cong, vội vàng sông lên, vây quanh cái chén, từng ngụm từng ngụm uống nước ở bên trong hàn lập không muốn để chúng nó uống quá nhiều trong một lần khi nước vừa mới hết một phần nhỏ thì đem chén rời đi sau đó cầm cái chén đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của lũ thỏ xem bọn nó có biến hóa thú vị gì không thời gian trôi qua cũng không dài chỉ khoảng một nén nhang cháy hết lũ thỏ bắt đầu nhảy dựng lên sau đó động tác càng ngày càng xúc động càng ngày càng mãnh liệt tiếp theo trên người chúng cũng có những biến hóa kinh người da chúng nó nổi lên những vết phồng lớn như quả trứng gà hơn nữa càng ngày càng nhiều, dần dần che kín toàn thân, cuối cùng không chỗ nào không bị phồng lên, làm cho thân thể của lũ thỏ nhìn qua như lớn thêm một vòng, thân to đùng so với cái đầu bé tí, có vẻ rất buồn cười. Thân thể béo phì bổ lũ thỏ tiếp tục duy trì trong một thời gian ngắn, sau đó lại chậm rãi to lên, sau một khoảng thời gian nữa trôi qua, tốc độ bành trướng cũng trở nên nhanh hơn, trong cơ thể chúng nó như là không ngừng bị bơm vào không khí, làm cho thân thể càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, thân thể chúng nó giống như là quả dưa hấu lớn trướng lên thành hai quả cầu tròn tròn. Nhìn thân thể quỷ dị của lũ thỏ trước mắt, nghe thanh âm thống khổ chúng nó kêu rên, Hàn Lập có chút giật mình. Hết thảy phát sinh trước mắt nằm ngoài dữ liệu của Hàn Lập, nếu nói chất lỏng không biết tên này là một kịch độc chí mạng, hoặc là linh dược có thể gia tăng công lực, mấy cái này đều.